Bắt đầu record. Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Đây là nhóm S69HP, tức là Happy đấy, đúng không? Nhóm S69 Happy để giúp chúng ta có được cái nguồn năng lượng tốt nhất trong đầu tháng này. Thì đầu tiên Huynh cũng xin kính chúc toàn thể các anh chị em, những người có danh hiệu mới, tất cả đội nhóm của chúng ta một cái điều tuyệt vời trong tháng mới. Trong tháng 6 vừa qua đã có kết quả rất là tuyệt vời, xuyên đích rất là nhiều những danh hiệu, nỗ lực rất là nhiều, ghi nhận mọi người làm việc hết sức mình để chúng ta có nhiều những cái điều hạnh phúc hơn. Vì chúng ta là thành viên của S69, một trong những cái trường đào tạo về kinh doanh thương mại hàng đầu thế giới. Huynh đã biết được rằng khi mà chúng ta làm việc với Sibri thì S69 chúng ta có những cái tiêu chí rất là tuyệt vời như sau. Tiêu chí thứ nhất là chúng ta cần phải có sức khỏe hoàn hảo, đúng không? Làm bất cứ một công việc gì chúng ta cũng cần có sức khỏe. Và vào với trường đào tạo S69 của chúng ta thì chắc chắn chúng ta có sức khỏe tuyệt vời rồi. Sức khỏe hoàn hảo là về tâm hồn, về trí tuệ, về thể xác, đúng không? Cái thứ hai là chúng ta có trách nhiệm bổn phận. Trách nhiệm bổn phận với bản thân chúng ta, trách nhiệm bổn phận với gia đình, với hạnh phúc của chúng ta, trách nhiệm bổn phận với lại đội ngũ của chúng ta. Đấy, trách nhiệm với những người tin yêu đi theo chúng ta. Đấy, cái thứ ba là một cái quản trị cảm xúc bên trong cơ thể chúng ta. Chúng ta cần phải quản trị cảm xúc. Chúng ta định vị chúng ta là ai, là danh hiệu gì, là những người chồng yêu thương con cái, vợ chồng, là những người vợ nết na thủy mị đứng số 2 ở trong gia đình. Đấy, làm sao để cho chồng chúng ta cho chúng ta làm Siri, làm sao để cho vợ chúng ta làm cho chúng ta làm Siri, tức là gia đình hòa thuận. Chúng ta là chiến binh của S69 hạnh phúc happy, đúng không? Thì chúng ta phải chọn cả hai, chọn gia đình, chọn hạnh phúc, chọn Siri. Đấy, đấy là cái quản trị cảm xúc của chúng ta. Và cái tiêu chí thứ tư là phát triển và mở rộng. Hàng ngày đều phát triển bản thân, đúng không? Mở rộng mối quan hệ, mở rộng doanh nghiệp, mở rộng đội ngũ. Và cuối cùng cái thứ năm, tiêu chí thứ năm là chúng ta xây dựng đế chế kinh doanh cho chính mình. Xây dựng đế chế kinh doanh cho chính mình. Thì đấy là một trong những cái điều tuyệt vời nhất. Mình muốn nói năm cái tiêu chuẩn mà chúng ta ở của CEO chúng ta ngày hôm nay. Thì Huynh là mỗi Huynh vẫn biết là mỗi đội nhóm của chúng ta đều có cái mục tiêu rõ ràng, đều có cái mục tiêu cho từng người, cho từng đội ngũ một. Vậy thì mục tiêu của chúng ta trong tháng 6 này, Huynh xin nhắc với mọi người là tăng 600.000 điểm, đúng không? Doanh nghiệp của Huynh ra thị trường doanh thu là hơn 40 tỷ đồng. Đấy, trong tháng 6 vừa qua. Đấy, ở trong tháng 6 của chúng ta thì rất nhiều danh hiệu. K4 thì không đếm hết, K5 cũng không đếm được xuể. Tư vấn viên trưởng rất nhiều. Và có bao nhiêu người bước vào dự án xe hơi, đúng không ạ? Rất là nhiều người bước vào dự án xe hơi. Hai thủ lĩnh cao cấp, đúng không? Và đặc biệt là một thủ lĩnh quốc gia, một thủ lĩnh kim cương quốc gia. Để giúp cho chúng ta, đội ngũ chúng ta phát triển rất mạnh. Và trong tháng 7 thì cũng chắc chắn là đội ngũ chúng ta cũng là một trong những cái người đội ngũ phát triển mạnh nhất ở Việt Nam, mạnh nhất ở trên thế giới. Đấy là đã chứng minh cho chúng ta rồi. Và đấy là một trong những cái điều tuyệt vời Huynh muốn nhắc, giao lưu với mọi người tất cả trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc toàn thể chúng ta có một buổi tối học tập một cách kết quả, một cách năng lượng nhất. Và trước tiên thì Huynh xin mời những người mới có mặt lần đầu tiên ở trên Zoom, hãy bật mic giới thiệu, đúng không ạ? Và đội nhóm nào có người thì xin bật mic để giới thiệu. Xin giới thiệu là tôi tên là gì, ở thị trường, ở tỉnh nào, trong đội nhóm của ai. Đấy, chúng ta sẽ giới thiệu như vậy. Xin mời Nguyễn Thị Tị nào, đã mở mic sẵn rồi. Vâng, anh ơi, em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Tị, đang ở thị trường Hải Phòng. Thì đội nhóm của em có hai bạn. Bạn là bạn của bạn Trần Hà dẫn vào, đó là tên là Đức Long và Văn Hân. Hai bạn, Văn Hân và Đức Long, mà hai bạn đang ở trong đấy rồi ạ. Vâng, xin mời các đang bạn ở trong vụ máy bay bạn. Vâng. Xin mời bạn Đức bạn Long. Bạn Hà đưa vào đấy. Xin mời bạn Đức Long hay bạn hãy giới thiệu tên tuổi một chút ạ. Để giao lưu, để chào đón mọi người mới ạ. Vâng, xin mời những người mà mới lần có mặt lần đầu tiên, hay là mới hợp tác với Sibri, hay mới trải nghiệm sản phẩm, chúng ta hãy mở mic giao lưu với đội ngũ ạ.
Mời Nguyễn Loan ở thị trường Sóc Sơn nào. Linh vừa đi gieo hạt và vừa về đến nhà đây. Là tí Nguyễn Loan xuất hiện ở trên Zoom, mời Nguyễn Loan và Linh xem tin nào. Vâng, xin mời những người mới ạ. Ta hãy mở mic ạ. Mở cái phần chia sẻ này đúng không? Hay là mở gì? Em xin chào tất cả mọi người ạ. Vâng, em xin giới thiệu, em là Loan. Vâng. Em ở Sóc Sơn, Hà Nội ạ. Và em ở đội của anh Hải và chị Linh ạ. Rất okay. Vui được đồng hành cùng với cả đại gia đình S6 ạ. Tuyệt vời quá. Xin chào bạn Nguyễn Loan, rất là tuyệt vời. Và chúc Dược Sĩ sẽ thành công ở trong series. Rất nhiều các bác sĩ ở đây rồi, các dược sĩ ở đây rồi và toàn những người tuyệt vời. Chúc bạn sẽ có một buổi tối rất là ý nghĩa và thành công trong series. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho người mới ạ. Chào anh, chào tất cả mọi người ạ. Xin mời những người mới, nhá, mở mic nhá. Em cảm ơn tất cả mọi người ạ. Ok, tuyệt vời quá. Và mong trên con đường này sẽ được mọi người giúp đỡ nhiều ạ. Em còn phải học hỏi rất nhiều ạ. Chắc chắn rồi, sẽ cầm tay bạn và giúp bạn đến thành công thì thôi. Bạn cứ học hỏi nhá. Vâng ạ, em cảm ơn. Xin chào thủ lĩnh ạ. Xin chào mọi người ạ. Vâng. Xin chào Dương Minh Thu, Dương Thị Thu. Em ở thị trường nào? Em ở thị trường Thái Nguyên ạ. Ok, trong đội nhóm nào, giới thiệu đi ạ. Em ở đội anh Cần ạ. Tuyệt vời quá, xin chào Dương Thị Thu. Dương Thị Thu vào CV lâu chưa? Dạ, mới vào được chắc mấy hôm nay chứ ạ. À, tuyệt vời, rất là chúc mừng bạn. Đây là một trong những môi trường mà giúp cho bạn càng ngày càng khỏe, càng trẻ. Đặc biệt là có nhiều những nhận nhiều giá trị khác. Chúc thị trường Thái Nguyên rất là tuyệt vời. Xin mời Hà Trần nào. Xin mời Hà Tân nào. Hà Tân. Xin mời anh Hà Tân. Alo, xin lỗi, mình là Hà Tân. Mình tên thật là Thanh Tân. Hiện đang công tác và làm việc tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì mình hôm nay lần đầu tiên mình được giới thiệu vô, thì mình cũng xin gửi lời chào chúc sức khỏe tới toàn thể các anh chị em cũng như là trong ban chương trình S69 là có một buổi tối thật là vui vẻ và tràn ngập đầy sức khỏe, và chúc cho anh em trong chương trình của mình một ngày một tiến xa hơn và thắng lợi tốt đẹp hơn. Vâng, xin cảm ơn anh Tân rất là nhiều. Chúc anh càng ngày càng mạnh khỏe và nhận được nhiều giá trị ở trong Sibri. Xin cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Vâng, xin mời những người mới tiếp theo, Mạnh Cường. Vâng, xin chào thủ lĩnh quốc gia. Tên em là Lê Mạnh Cường, em ở trường Hải Phòng. Em ở dưới tuyến của chị Chu Thị Dương và anh Nguyễn Minh Tuấn. Em Tuấn chuyên nghiệp ở Nghệ An. Tuyệt vời, xin cảm ơn Mạnh Cường nhá. Chúc Mạnh Cường sẽ thành công. CV Mạnh Cường vào CV lâu chưa? Dạ, em thì mới vào, em sử dụng sản phẩm thì cũng được vài tháng rồi, nhưng mà em thì mới vào từ tháng 5. Ok, chúc mừng. Em cảm nhận sản phẩm CV như thế nào? Dạ, em sử dụng thì rất trước hết là của gia đình em, có nhà sử dụng về sản phẩm về đau tiền đình thì rất tốt, và em thì sử dụng sản phẩm trẻ nhỏ, đặc biệt là qua muốn và cũng như là đầu bát tam. Ok, em thấy rất là tuyệt vời. Tuyệt vời. Mục tiêu tháng này em đi rích kem thế nào? Mục tiêu thì trước hết là em đi rích kem để em học hỏi thêm kinh nghiệm và cũng như là để cho bản thân mình hoàn thiện hơn chưa. Bản thân em thì cũng còn rất là nhiều thiếu sót, đặc biệt là em đang danh hiệu K4 đúng không? Dạ vâng. Chúc mừng Mạnh Cường rất nhiều, một bạn trẻ ở thị trường Hải Phòng. Xin chào, chúc em thành công của Sibri. Và xin mời những người mới tiếp theo mở mic ạ. Tôi. Và xin mời chị. Vâng, tôi xin giới thiệu, tôi là Nông Thị Viền ở thị trường Thái Nguyên. Vâng. Tôi cũng đã trải nghiệm sản phẩm của CBD. Tôi đến giờ phút này thì tôi cảm nhận là sản phẩm của CBD thật là tuyệt vời. Dạ. Mong chính thức là tôi
cảm nhận được là tôi cần phải học tập và cần phải được các bạn hỗ trợ cho tôi có nhiều năng lượng để chia sẻ cho thật nhiều người để sử dụng sản phẩm CBD. Vì thực ra nó thật là tuyệt vời. Tuyệt vời quá, chúc chị khỏe mạnh. Và chị có mặt ở Rick Camp tháng 7 này không? Tôi cũng sẽ cố gắng. Dạ vâng. Thế tôi hy vọng là các bạn ở thị trường Thái Nguyên kết nối để giúp cho tôi, vì tôi cũng nhiều tuổi rồi cho nên là okay, chị sẽ có nhiều hạn chế. Ở Siri không có người già đúng không ạ? Chỉ có người trẻ thôi đúng không? Chị vào đây chị sẽ trẻ rất là nhiều. Cảm ơn chị rất là nhiều. Xin mời những người mới tiếp theo ạ. Chúng ta mở mic để chia sẻ ạ. Đấy, xin mời anh nào. Anh đang đeo cái mic vàng đấy. Galaxy 12 Green à. Chúng ta hãy ngồi dậy nhá. Dạ, chào anh. Em em nói đi. Em mới biết nào tài nghiệm được cưới về người nhà yêu có này. Ok, xin mời em giới thiệu đi. Là thuốc cưới về người nhà để uống mà cho chứng này có. Ok. À, rất là cảm ơn những người đã mở mic. Anh à. Tuyệt vời quá. Ok. Và chúng ta, Huynh rất là cảm ơn những người đã mở mic giao lưu, chia sẻ và đã giới thiệu mình đến đây. Và ngày hôm nay thì Siri đón chào tất cả mọi người chúng ta ở trên các miền tổ quốc khác nhau. Và chúng ta biết là kết quả của tháng 6 chúng ta rất là tuyệt vời rồi. Và bây giờ Huynh xin một chút giới thiệu về cái mục tiêu của mỗi chúng ta vào Siri. Đúng không ạ? Huynh xin chia sẻ màn hình một chút. Huynh vẽ cho chúng ta biết được là cái mục tiêu của chúng ta khi vào Siri. Đối với Huynh là một người, xin giới thiệu một chút về bản thân. Huynh tên đầy đủ là Phạm Tiến Huynh, năm nay 48 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hà Nội. Huynh là thủ lĩnh quốc gia của tập đoàn sức khỏe Siri. Sau hợp tác với Siri sau 3 năm rưỡi thì Huynh đã mở danh hiệu thủ lĩnh quốc gia vào năm 2019, và năm 2020 này chắc chắn Huynh lên thủ lĩnh vàng quốc gia, và đấy là cái đích của Huynh. Và đây là con đường mà Huynh chia sẻ cho mọi người một chút, con đường Huynh đi ở Siri, và tất cả chúng ta đều mong muốn giống nhau, đúng không ạ? Đây là thủ lĩnh quốc tế. Đấy, bắt đầu thủ lĩnh quốc tế thì cuộc chơi mới bắt đầu, đúng không ạ? Đây là ngày xưa mới vào Siri thì con đang bé nhỏ như thế này. Đấy, và khi mà Huynh lên đến tư vấn viên trưởng, đây là K6. K6 là tư vấn viên trưởng, là thu nhập hơn 10 triệu. Đấy, hơn 10 triệu đồng. Đấy. Và doanh số đây là 5.000 điểm, tư vấn viên trưởng là 5.000 điểm. Đấy. Và hiện nay ở trong đội ngũ chúng ta rất là nhiều anh chị, đúng không? Và K7, đây là K8. K8 là nhà tư vấn chuyên nghiệp. K8 là nhà tư vấn chuyên nghiệp, thu nhập là 40 triệu. Đấy, 40 triệu. Mà đây là dự án ô tô. Đấy, Huynh làm 8 tháng thì bước vào dự án ô tô. Đấy. Và K9 là thủ lĩnh, đúng không ạ? K9 là thủ lĩnh. Lúc này chúng ta lên thủ lĩnh có ô tô đi rồi, thu nhập từ 60 đến 100 triệu. Và điều đặc biệt nữa là đến đây là tự do tài chính rồi. Tự do về tài chính rồi. Đấy. Và K11 là hiện nay là thủ lĩnh quốc gia, đúng không ạ? Ở đây thì bắt buộc là Mercedes, tập đoàn mua Mercedes cho chúng ta. Đấy, như cái con thứ hai xe của Huynh. Và thu nhập là hơn 200 triệu rồi. Và thủ lĩnh quốc tế là thu nhập từ 600 triệu đến 1 tỷ, đúng không ạ? Hiện nay là thủ lĩnh và kim cương quốc gia của chúng ta đã thu nhập là 500 triệu một tháng rồi. Đấy, thủ lĩnh Trương Huy Cường. Và chúng ta biết được là khi chúng ta có cái mốc này, chúng ta làm thế nào để chúng ta có 10 triệu CV, làm thế nào có 40 đến 60 triệu, làm thế nào từ 60 đến 100 triệu, và đặc biệt là làm thế nào trên 200 triệu trở lên. Thì những ai đang ở danh hiệu này đã tự do tài chính rồi. Rồi, và chúng ta chúc mừng cho thủ lĩnh dân của chúng ta. Tháng 6 rồi mở thủ lĩnh là 120 mấy triệu, đúng không? Chúng ta biết được đây là một cái điều tuyệt vời. Và Huynh muốn cho mọi người chúng ta định vị bản thân một cách tuyệt vời ở đây.
Đấy, tức là đây là một cái con đường, đúng không ạ? Đây là một cái con đường của chúng ta. Khi mà chúng ta cái đích là thủ lĩnh quốc tế, cái đích là thủ lĩnh quốc tế, thì số 1 ở đây, chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối. Chúng ta phải biết chúng ta muốn gì, muốn 10 triệu, muốn 20 triệu, muốn 40 triệu, muốn 100 triệu thu nhập thụ động hàng tháng. Đấy. Huynh định vị, Huynh là thủ lĩnh quốc tế, thu 50 nhánh. Đấy, sau này thu nhập 1 tỷ một tháng. Đấy là định vị của Huynh. Và Huynh hoàn toàn tin tưởng một cách mãnh liệt vào cái đích của mình đi. Đấy. Và con đường của mình lựa chọn. Con đường ở đây là con đường kinh doanh. Cái ngành mới này. Đấy. Con đường kinh doanh, ngành đây là cái con đường của mình. Đấy. Trước đây Huynh là một người làm trong ngành y, đúng không ạ? Nhưng mà khi Huynh biết đến cái phương tiện CBD, cái phương tiện CBD này, đây là phương tiện. Đấy. Thứ nhất là tin tưởng tuyệt đối Huynh sẽ làm được với công cụ của CBD và tin tưởng tuyệt đối vào cái ngành kinh doanh MLM của mình. Và cái số 3 này tin tưởng tuyệt đối vào cái đích, cái phương tiện của mình đi, đúng không? Đích mình đến, con đường mình đi, phương tiện. Và đặc biệt là hệ thống S69, hệ thống S69 làm phúc hưởng lộc. Chúng ta kinh doanh với cái gốc, với cái nền tảng là gì ạ? Đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Đúng không? S69 là một cái hệ thống dẫn đường rất là tuyệt vời, một trường đào tạo về kinh doanh thương mại. Chúng ta biết được ngày hôm nay cái bánh xe cuộc đời của Huynh, sức khỏe, tài chính, du lịch, tự do, giúp đỡ người khác, đúng không ạ? Và thừa kế rất nhiều mối quan hệ. Vậy thì cái bánh xe đó nó quay ở cái trục, chúng ta biết là trục gì không ạ? Nó quay ở cái trục tam giác này. Nó quay ở cái trục tam giác này. Tức là đạo đức, trên nền tảng đạo đức, Trí tuệ và nghị lực. Đấy. Vậy thì chúng ta cần giúp anh em chúng ta tin tưởng tuyệt đối và cái đích chúng ta đến, và truyền niềm tin này một cách mãnh liệt, thường xuyên, hàng ngày, để giúp mọi người vượt qua những cái rào cản ở trên cái con đường này, giúp rào cản ở trên con đường này. Đấy. Và đây là cái điều hết sức Huynh thích khi mà Huynh muốn chia sẻ cho mọi người, cái điều tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay Huynh giúp cho mọi người đạt được cái mục tiêu trong tháng 7 này. Vậy thì cái tối hôm nay là một trong những cái điều tuyệt vời nhất mà Huynh muốn chia sẻ, giao lưu với mọi người về cái mục tiêu trong tháng 7 này của từng đội ngũ. Vâng. Vậy thì bây giờ Huynh sẽ mở mic. Trong đội ngũ của Huynh có những tư vấn viên trưởng rất là mới, đúng không ạ? Ba tư vấn viên trưởng của chúng ta sẽ nêu cái mục tiêu của đội ngũ của mình lên đây, và sau đó chúng ta hãy lần lượt ai phát biểu cái mục tiêu của đội ngũ của mình, cam kết với đội của chúng ta và cá nhân của chúng ta. Đấy, đi theo chúng ta, đội ngũ đi theo chúng ta. Xin mời tư vấn viên trưởng Đinh Thị Thu Trang nào. Xin mời, em qua trên Zoom chưa? Dạ, em có rồi ạ. Ok, xin mời em giao lưu với đội ngũ về cái mục tiêu, về cái của đội ngũ, mục tiêu tháng này của em và đội ngũ của em đã lập như thế nào. Xin mời Đinh Thị Trang. Vâng ạ. Cảm ơn thủ lĩnh quốc gia Phạm Tiến Huynh. Xin chào tất cả các anh chị em trên Zoom. Hôm nay buổi học của chúng ta là nhân dịp một cái buổi đầu tháng, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ làm việc trọng tâm về cái việc là chúng ta sẽ lên cái mục tiêu cho bản thân cũng là cho đội ngũ và cho từng người một ở trong cái đội ngũ của mình, làm sao để chúng ta hoàn thành được cái mục tiêu chung và mục tiêu riêng của từng người. Thì bản thân tôi là một người rất là may mắn, bởi vì tôi sinh sống làm việc tại Hà Nội và ở gần thủ lĩnh quốc gia Phạm Tiến Huynh, đạo thủ Việt Phương, và tôi lại ở gần công ty nữa. Thì bản thân tôi trước đây cũng rất là lâu ở cái vị trí K5, nhưng mà tháng vừa rồi thì do những cái niềm tin mình mạnh mẽ này, và mình có những cái nhân tố ủng hộ, sự gắn kết rất là chặt chẽ của đồng đội, thì tôi đã bật được lên K6.
K6 già. Đó, thì đấy là một điều rất là hạnh phúc và tôi rất là cảm ơn đội ngũ của mình. Đấy, thì nhân cái đà lên K6 này thì thực sự là rất là vui và hạnh phúc. Đấy là tôi đến gặp được những cái đồng đội của mình, những cái người sideline ở công ty và nghe được những cái câu chuyện của mọi người trực tiếp, thì mình sẽ có những cái cảm hứng và có những cái niềm tin nó chắc chắn hơn. Thì cái bí quyết ở đây là tôi thực sự là muốn nhắn gửi đến mọi người là chúng ta hãy làm sao mở rộng cái vùng an toàn của chúng ta trong mối quan hệ để chúng ta có thể giao lưu, làm bạn được với nhiều người hơn ở trong công ty, ở trong đội ngũ của chúng ta này và những người ở sideline khác. Và đặc biệt là chúng ta sẽ làm quen và kết thân với những người mà đã thành công. Đó, thì chúng ta sẽ học hỏi được những cái ý kiến, những cái cách làm của họ. Ở Sibri thì mọi người rất là tuyệt vời, mọi người sẽ chia sẻ hết mình và chia sẻ những bí quyết của mình để cho mọi người cùng có thể phát triển. Đó, thì đấy là một cái điều mà thực sự là mong muốn mọi người hãy mở rộng cái vùng an toàn của mình ra và làm quen với nhiều sideline khác để mình có nhiều cái câu chuyện và có những cuốn động lực để chúng ta cùng phát triển ở Siri. Đó. Thì trong cái buổi ngày hôm qua tôi đến thì tôi đã gặp nhà tư vấn chuyên nghiệp Trà My và nhà tư vấn chuyên nghiệp như chuyên. Thì hai bạn vừa lên chuyên nghiệp và câu chuyện của các bạn ấy thì đều ở một... Con đang kia đi, mẹ đang làm việc nhá. Con bơi giúp em hộ mẹ với. Xin lỗi cả nhà. Đó thì Trang mở mic. Rồi, ok ạ. Xin lỗi cả nhà. Đó thì cái tâm thế của các bạn ấy đều chia sẻ rằng chúng ta xác định là chúng ta ở cái tâm thế của một người nhà tư vấn chuyên nghiệp. Một cái tâm thế là chúng ta đã ở trong cái vị trí đó rồi thì chúng ta sẽ hành động và chúng ta sẽ làm mọi cách để đạt được cái mục tiêu đó. Đấy là cái điều thứ nhất, là chúng ta xác định cái tâm thế đó. Chúng ta không đặt mình ở cái tâm thế là chúng ta vẫn là tư vấn viên trưởng hay vẫn là K5, K6. Chúng ta không để mình ở một cái tâm thế đấy mà chúng ta hãy bật lên hẳn một cái tâm thế khác. Con yêu mẹ. Con đi ra đây nhanh. Đó. Thì thứ nhất là thuộc về tâm thế này. Khi mà chúng ta thuộc về cái tâm thế đấy thì chúng ta sẽ bắt đầu ra quyết định. Cái việc ở đây là chúng ta sẽ ra quyết định. Ra quyết định là chúng ta sẽ phải đạt được cái điều đấy. Mà nhìn lên thì thế này ạ. Cái chia sẻ thật là của các bạn, ví dụ như bạn Trà My hay là của bạn của bạn chuyên ấy, thì các bạn đã đều nói như này này, nhìn lên thì tại sao bây giờ Siri nó có quá nhiều người tư vấn viên chuyên nghiệp, có quá nhiều người thành công, tại sao mình cứ ở cái vị trí này lâu như thế, mình tại sao mình lại không làm được mà trong khi người khác làm được, mình phải cảm thấy có cái một cái gì đấy nó không bình thường ở đây. Đó, một cái sự khát khao hoặc là một cái chút gì đấy, một cái cảm xúc của mình mà mình cảm thấy không thể ở cái vị trí này được, mình phải có cái sự suy nghĩ tại sao mình lại như thế và mình phải bật lên ở một cái vị trí khác, mình phải làm được, bởi vì rất nhiều người làm được rồi. Ở Siberi nó không còn là một cái gì đấy nó xa lạ nữa mà nó cực kỳ là hiện hữu luôn. Có quá nhiều người hàng tháng trước là 10 người tư vấn viên chuyên nghiệp đúng không ạ? Tháng vừa rồi lại mười mấy người tư vấn viên chuyên nghiệp. Tức là nó hiện hữu cực kỳ, chỉ cần chúng ta làm thì chúng ta sẽ có. Với cái tâm thế đó thì chúng ta sẽ tin tưởng 100% vào cái việc mà chúng ta có khả năng thành công. Thế thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ nghĩ là chúng ta sẽ làm được, chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Khi mà chúng ta nghĩ về cái tâm thế đấy thì chúng ta bắt đầu tuyên bố cái mục tiêu đó với đồng đội của mình, với tuyến dưới của mình, với tuyến trên của mình. Đó, với tuyến trên của mình thì mình cũng nói với họ là mình chắc chắn mình sẽ làm cái việc đấy và nhờ họ bằng mọi cách giúp đỡ mình. Và tuyến dưới cũng thế, mình tuyên bố với họ là tôi muốn lên vị trí này và chắc chắn tôi đạt được cái vị trí này. Và lúc đó thì chúng ta sẽ làm việc với từng người trong đội một để hỏi cái mục tiêu của mọi người. Và khi mà mọi người sẽ làm việc với nhau, với con người với nhau là bạn có muốn lên vị trí đấy không? Bạn làm Siri về những lý do gì? Tại sao bạn làm Siri? Bạn làm Siri chắc chắn là tất cả chúng ta đều mong muốn đạt được những cái điều tuyệt vời ở đây thì chắc chắn chúng ta phải làm. Tại sao lại làm muộn đúng không ạ? Tốt nhất là làm sớm đi, đúng không ạ? Thì chúng ta làm quyết liệt đi, làm quyết liệt để đạt được cái vị trí đó. Với cái tâm thế như thế thì vạch ra từng mục tiêu của mỗi người
dựa trên cái nguồn lực và sự cái quyết tâm của mỗi người để đạt được cái mục tiêu của mỗi người, làm việc với đồng đội để đạt được mục tiêu cho từng người một, và để làm sao để đạt được cái mục tiêu của mình. Khi mà vẫn thiếu cái nguồn lực ấy thì chúng ta sẽ phải làm mọi cách và tuyển dụng thêm hoặc bán hàng thêm hoặc bằng cách nào đấy để chúng ta đạt được cái mục tiêu của mình. Đó. Thứ nhất là chúng ta tuyên bố mục tiêu với cả tuyến trên này, với tuyến dưới này. Đó. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ tìm những cái người mà cùng mong muốn với chúng ta. Ví dụ như là sideline để chúng ta có những cái cuộc đua. Ví dụ như là ở đây, trước khi mà vào buổi Zoom này thì anh Huynh đã có một cái buổi trao đổi giữa bạn Sơn, bạn Điệp và đội của Trang để tạo ra một cái cuộc đua và cùng tạo cái năng lượng cho nhau để mà cả ba người sẽ vào cái cuộc đua đấy, thì cả ba người này sẽ hỗ trợ nhau. Và khi mà chúng ta, những cái người đứng đầu ấy, những cái người mà tham gia vào cái cuộc đua một cách quyết liệt ấy, thì mọi người sẽ tìm mọi cách để nảy số, để tìm mọi cách cái phương án để đưa ra những cái phương án tối ưu để đạt được cái mục tiêu đấy. Thì đương nhiên là ba cái đầu hay bốn cái đầu nó sẽ tốt hơn một cái đầu, thì chúng ta sẽ đưa ra phương án cho nhau, chúng ta sẽ cùng thảo luận và cùng học hỏi lẫn nhau. Và đấy là một cái cách rất là tuyệt vời, cũng là một cái cách mà nó thuộc về luật nhân quả đấy, tức là chúng ta sẽ giúp cho những người cùng mong muốn với mình đạt được cái mục tiêu giống mình, thì chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu đó. Đấy là một cái nằm trong luật nhân quả rất là hay. Thì ở đây những đội trước, bạn Chuyên này, rồi là bạn Trà My này, bạn Phan Hiền trong miền Nam này, các bạn ấy cũng đã làm như thế hàng ngày, đều gọi điện cho nhau là bạn đã đạt được cái gì rồi, hôm nay làm được cái gì rồi, bạn có bao nhiêu buổi chia sẻ rồi, đạt được bao nhiêu điểm rồi. Thì những người đã làm được hơn rồi thì những người sau rất là nóng ruột đấy, và cứ thế cổ vũ cho nhau, cộng hưởng cho nhau để đẩy nhau lên đấy. Thì đấy là những cái bí kíp mà của các bạn đấy đã chia sẻ, ba cái điều chính như vậy. Thì cái quan trọng nữa là như này này, khi chúng ta ra quyết định là chúng ta sẽ lên một cái vị trí nào đấy, thì chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào nó, chúng ta nói nó hàng ngày, tuyên bố nó hàng ngày, để cho cái tiềm thức này của chúng ta sẽ hình thành lên một cái tiềm thức như thế, có một cái niềm tin vững chắc ở trong cái tiềm thức này của chúng ta, cái bộ óc này của chúng ta. Chúng ta sẽ có cái niềm tin đấy rồi thì chúng ta sẽ truyền cái niềm tin đấy liên tục cho đồng đội của mình. Đó, đồng đội của mình mà chắc chắn bạn sẽ làm được cái việc đấy, chắc chắn bạn sẽ đạt được cái mục tiêu đấy, cái kế hoạch đấy của bạn. Đó, thì hàng ngày chúng ta sẽ gọi điện liên tục cho đồng đội để cổ vũ nhau, để tiếp tục làm việc với nhau. Đó. Thì mà chúng ta sẽ phải có niềm tin tuyệt đối vào đội ngũ, là chắc chắn mọi người sẽ làm được việc đấy, mặc dù là cái đội ngũ của chúng ta, cái người tuyến dưới của chúng ta họ vẫn còn hoài nghi, nhưng mà khi mà có lời động viên và có một cái niềm tin chắc chắn vào họ thì chắc chắn là mọi người sẽ cùng có một cái niềm tin với mình và cùng thực hiện. Và cái quan trọng là chúng ta phải làm gương, tức là ví dụ như là bình thường một ngày chúng ta sẽ không chia sẻ được 5 người, 10 người, sẽ không gọi điện được, không có được 1.000 doanh số của đội ngũ trong một ngày chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải làm mọi cách để bán hàng được, chúng ta sẽ phải làm được cái việc đấy, phải thể hiện được cái việc đấy cho đội ngũ, thì đội ngũ cũng sẽ sao chép được cái việc đấy cho chúng ta. Bạn Chuyên, bạn có chia sẻ là khi mà tâm trí của bạn nghĩ rằng bạn sẽ là ở tâm thế của nhà tư vấn chuyên nghiệp ấy, thì khi mà bạn đi ngủ ấy, thì mà vẫn chưa hoàn thành mục tiêu ấy, thì cái chân của bạn hoặc cái người của bạn sẽ bật dậy và tiếp tục làm việc. Đấy, khi mà mình làm việc đến cái mức độ hết mình như vậy thì mọi người sẽ nhìn thấy cái tâm thế đấy của chúng ta khi làm việc. Tuyến trên cũng nhìn thấy và tuyến dưới cũng sẽ nhìn thấy, mọi người sẽ đều nể mình, đều cảm thấy là phải chung tay một, phải giúp đỡ, phải cùng làm sao góp sức để đạt được cái mục tiêu của một cái người đang ra quyết định mạnh mẽ như thế. Đó, thì là cái bí quyết là mình cứ tin tưởng và mình làm việc hết mình thì mọi người sẽ cùng soi vào đấy và cùng làm, cùng lao về cái mục tiêu đó. Đó, thì ngoài ra thì sẽ, khi mà mình có một cái niềm tin đấy thì bạn Chuyên, bạn cũng nói rằng ở đâu đó cái nguồn lực của vũ trụ nó cũng sẽ đưa đến những nguồn lực mới. Tự nhiên lại sẽ có những người đến, những người ta rất là mạnh này, nhưng mình phải có cái niềm tin đấy trước, và họ sẽ xuất hiện ở những cái giây phút gần như cuối cùng đấy. Thì mình đón nhận hết tất cả những cái năng lượng đấy, và mình luôn luôn chờ đợi nó và tin tưởng nó sẽ xảy ra đó. Và những cái ngày cuối cùng, tức là khi mà đã như kiểu một cái sự phấn đấu ấy, đã cố gắng đến 80%, 90% rồi, mọi người có nghĩ là chúng ta đã cố gắng đến 99% rồi, và mọi người buông, tuyến dưới buông,
và bạn đấy, bạn chuyên thì cũng nếu mà bạn ấy bảo rằng nếu mà bạn ấy buông thì tất cả đội ngũ sẽ buông, nhưng bạn ấy cương quyết là bạn ấy không buông, bạn ấy tiếp tục, bạn ấy làm việc lại quần quật như thế, bạn ấy vẫn tiếp tục gọi điện và không muốn dừng lại. Ví dụ như là ngày cuối cùng bạn ấy còn thiếu 4.000 điểm nữa, ngày 30 thì mọi người bảo là thôi thế thì có thể có những người có ý kiến rằng thôi dừng lại đi, như thế là quá tuyệt vời rồi, nhưng bạn ấy không buông, bạn vẫn tiếp tục làm việc, là thì tất cả những người khác cũng lao vào làm việc giống như bạn ấy, và cuối cùng là bạn ấy thừa 22.000 điểm đó. Thì cái bí quyết đấy là chúng ta cứ tin tưởng tuyệt đối và chúng ta cứ làm việc điên cuồng và chúng ta cứ tin tưởng vào cái việc đấy và không buông một cái mục tiêu một chút nào cả, luôn luôn nắm chặt cái mục tiêu của chúng ta, thì bạn ấy đã bật lên một cái mạnh mẽ từ 6.000 đến 22.000. Thì mình đã rất là được truyền cảm hứng từ bạn chuyên. Và thực sự là bạn chuyên bạn ấy nói thế này này: mọi người tưởng là mọi người vượt được hết sức mình rồi, cố gắng hết sức mình, nhưng mình nhìn lại mình thấy, nhìn thấy rằng kể cả đội ngũ và kể cả bản thân mình vẫn có thể chiến được hơn nữa sau một tháng làm việc như thế, tức là vẫn chúng ta vẫn còn năng lượng để làm hơn nữa. Thế cho nên là nó không gì là không thể cả. Đó, thì sau cái câu chuyện đấy thì mình cảm thấy được cảm hứng rất là mạnh mẽ, và mục tiêu của tháng này của mình đã làm việc với đội của mình là mình sẽ quyết chiến lên nhà tư vấn chuyên nghiệp cũng với một cái mốc giống như bạn chuyên. Thì mình cũng đã làm việc cũng như thế, năn nỉ ôi hoặc là nói chuyện với cả đội ngũ, nói chuyện về tuyến trên, làm mọi cách, tận dụng mọi nguồn lực đó. Thì và cái cách là đã kết nối với một số bạn cùng mục tiêu để cùng làm. Thì cái việc ban đầu là xác định mục tiêu và tuyên bố và mọi thứ đã hòm rồi, và bắt đầu từ ngày mai là tất cả mọi người sẽ vào vị trí và triển khai cái công việc để đạt được mục tiêu hàng ngày để cùng làm đó. Thì đấy là chia sẻ của mình, rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe, cảm ơn thứ nhất. Vâng, xin chúc nhà tư vấn chuyên nghiệp Đinh Thị Thu Trang, đúng không ạ, đã có được cái tuyên bố cái danh hiệu của mình lên vũ trụ, và đội nhóm của bạn Trang cũng đang rất là đồng lòng, tất cả mọi người về một hướng, tất cả mọi người về một hướng, và mình tin chắc rằng bạn Trang sẽ xuyên đích nhà tư vấn chuyên nghiệp trong tháng 7 này, với cái tâm thế của bạn ấy, với tâm thế của đội ngũ, với cái cuộc đua tự đội nhóm đặt cho nhau, với cái niềm tin mãnh liệt hàng ngày, mục tiêu hàng ngày, đúng không? Và cái điều tuyệt vời hơn nữa là tin tưởng vào đội ngũ của mình, tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng vào đội ngũ của mình, và làm gương. Cái điều này là rất quan trọng. Tuyệt vời hơn nữa là cái câu mà bạn Trang đã chia sẻ là không được buông. Đấy, đây là một trong những cái điều bí quyết bạn Trang đã học hỏi trong những ngày qua, đã chuyển hết cho chúng ta. Chúng ta sẽ ghi những cái điều đấy rồi, đúng không ạ? Những cái từ khóa đấy Huynh đã ghi lại đây rồi. Và đương nhiên trong cái bài ngày hôm nay Huynh đã record rồi. Chúc mừng cho bạn Trang và đội ngũ của bạn Trang có được những cái kết quả, và hoa sẽ nở, pháo sẽ bắn vào những ngày cuối tháng của chúng ta. Và Huynh tin chắc rằng đối với series Happy chúng ta thì ngày nào cũng là ngày pháo, đúng không ạ? Chúng ta biết được là bạn Trang là một bạn doanh nhân ở Hà Nội, đúng không ạ? Và chúng ta đã xác định được cái mục tiêu chúng ta rồi. Chúng ta hãy tất cả mọi người giơ con tay cái để truyền cái niềm tin cho bạn Trang một chút nào. Cho đội ngũ của bạn Trang nào, chúc bạn Trang tháng này xuyên đích nhà tư vấn chuyên nghiệp để bước vào dự án ô tô, và chắc chắn là học những cái chiến lược tiếp theo tháng 7 này là đào tạo nhà đào tạo vào tháng 8, đúng không? Rất là tuyệt vời. Và bây giờ xin mời một bạn nam đến từ thành phố Hồ Chí Minh, xin mời tư vấn viên trưởng Phạm Văn Điệp, xin mời. Vâng, xin chào Thủ lĩnh Quốc gia Phạm Thế Linh. Lần nữa lại được xin chào tất cả các anh chị em. Và như bạn Trang chia sẻ rất là tuyệt vời, thì điều cũng đã cốt trên đội nhóm của mình, đúng không? Ngay từ đầu tháng mùng 1 tháng 7 là đã lên lịch và làm việc cho các bạn rất là sát sao, và cái độ máu chiến của các bạn vẫn còn thừa năng lượng. Tức là gì ạ? Các bạn định vị mục tiêu cho mình, đúng không ạ? Mình định vị trước hết là mình phải định vị mình là ai. Đó, mình lên K6, K7 hay K8, và mình tuyên bố cái điều đó với vũ trụ. Và mình định vị được bản thân mình, thì mình tuyên bố với vũ trụ, và mình tuyên bố với tuyến trên, tuyên bố với tuyến dưới, để làm gì ạ? Để mọi người cùng có một cái mục tiêu, cùng có một con đường trên rồi, nhưng mà cùng với đích đến của mình nữa. Đó, chính như vậy mà các bạn biết được đích đến của mỗi một người, đúng không ạ? Và cách lập mục tiêu thì
niềm tin chắc là tất cả các anh chị em chúng ta ngồi quá rõ rồi đúng không ạ? Chúng ta đặt mục tiêu thì chúng ta đặt từ trên xuống dưới, tức là từ mình trở xuống đúng không ạ? Nhưng mà khi hoàn thành mục tiêu thì chúng ta phải hoàn thành từ dưới lên trên một cách cuốn chiếu như vậy đúng không ạ? Và mục tiêu của đội ngũ của mình là quan trọng nhất, và mình đã hoàn thành mục tiêu nhưng có những người ở dưới chưa hoàn thành doanh số cá nhân của họ thì chúng ta có thể đó cúi xuống, hay chúng ta có thể giúp đỡ họ bằng cách nào tìm những cái khách hàng để chia sẻ đúng không ạ, để họ hoàn thành mục tiêu của chính bản thân họ. Và mình làm động tác như vậy và cứ sao chép bằng tiềm thức đúng không ạ, chúng ta tuyên bố lên vũ trụ và sao chép bằng tiềm thức. Chính vậy mà chúng ta có một cái gọi là lực quán tính và lực hấp dẫn nhau đúng không ạ, và mọi người chiến đấu rất là mãnh liệt. Chúng ta định vị giống như chúng ta là nhà vô địch đấy đúng không ạ, và nhà vô địch thì làm sao ạ, sẽ chiến thắng mọi trận chiến đúng không ạ. Đó, chính vì vậy mà không có một rào cản nào, mà đó chỉ là những gì ạ, những cái bước đệm để chúng ta vượt ngưỡng để trở thành nhà vô địch. Vâng, thì thứ nhất là định vị bản thân mình đúng không ạ, là nhà tư vấn chuyên nghiệp, là 22.000 điểm hoặc 21.000 điểm. Thì Điệp chia sẻ với cả nhà là mục tiêu của Điệp đặt ra là ba nhánh tư vấn viên trưởng già, tức là 7.500 cho đến 7.000 là vừa hai đủ rồi đúng không ạ, ba nhánh. Vâng, hết sức là tuyệt vời, vừa đáp ứng quy tắc 40-60 đúng không ạ, và sẽ giúp cho họ đó, những con người mà đội nhóm ở trưởng ở đó, thì những người nào là tư vấn viên trưởng, những người nào là K5, và K5 thì có bao nhiêu, K3, K4 đó, và cứ như vậy lần lượt, và chúng ta thực hiện cuốn chiếu từ dưới lên, hoàn thành doanh số cá nhân, định vị họ là K3, tối thiểu là đã là một doanh nhân. Xin phép nhắc lại cả nhà, chắc điều này cả nhà cũng đều biết đúng không ạ, nếu là người tiêu dùng thông minh thì 1 tháng 100 điểm, và còn là chúng ta làm thêm là 200 điểm. Nhưng đối với, đặc biệt đối với doanh nhân, và đặc biệt đối với những thủ lĩnh quốc tế tương lai của chúng ta, thì chúng ta đang là định vị chúng ta là thủ lĩnh đúng không ạ, quốc tế, thì ít nhất là phải doanh số cá nhân 500 điểm. Vâng, 500 điểm để sao chép bằng tiềm thức, và chỉ cần 10 người trong đội nhóm chúng ta tích nhuệ thôi, 10 người thôi, chúng ta đã trở thành tư vấn viên trưởng rồi đúng không ạ, và sao ạ, ai cũng có thu nhập và ai cũng vui và ai cũng sướng. Đó, đó là một cái điều mà lan tỏa cái năng lượng cho chúng ta đúng không ạ. Vâng, và số lượng không bằng chất lượng, những con người ít nhưng mà làm sao nó chất lượng tuyệt vời đúng không ạ, thì chúng ta sẽ sao chép bằng thứ, và cái độ máu chiến ở đây là kinh doanh là phải máu đúng không ạ. Đó, thì rất là vui và rất là hạnh phúc. Xin chia sẻ với tất cả các nhà là mục tiêu đưa bao nhiêu người đi Rick Camp? Mục tiêu ở ngoài thị trường Hà Nội là em có 6 bạn, vâng, và trong miền Nam cũng có 6 bạn ạ. Miền Trung thì chưa có ai đạt K4 cả. Vâng. Dạ. Chương trình Rick Camp miền Trung đã có điều kiện thêm, chúng ta sẽ để ý nhé. Từ hôm nay đến ngày đó, nếu đạt K4 vẫn có thể đi Rick Camp, và từ nay đến 24-25 đúng không ạ, nếu K4 chúng ta vẫn có thể đi Rick Camp. Đấy là cái điều tuyệt vời nhất. Và bạn Điệp là mục tiêu nhánh chính là những người nào, Điệp hãy nêu những tầng 1 yêu quý của mình ra. Dạ. Tầng 1 là bạn Lý Duyên đấy, ở thị trường Malaysia. Vâng. Và đội nhóm của chị Ly nữa, dạ, ở ngoài Hà Nội. Đấy, và nhánh còn lại là của em trở xuống. Vâng. Đó là ba nhánh sẽ đạt Hiền. Chị Hiền yêu quý ở Hoài Đức. À đúng rồi. À, nhánh của chị Tuyết ạ. Vâng. Rồi, nhánh chị Hiền. Chị Tuyết. Nhánh bạn, dạ, Hiền. Ok, vâng, tuyệt vời. Dạ. Bạn Điệp là một người rất là tuyệt vời ở trong thành phố Hồ Chí Minh, là người em con nhà cô của Huynh ở trong thành phố Hồ Chí Minh, và Huynh tin chắc rằng bạn Điệp cũng là người lấy xe năm trong năm nay. Đấy, và đích thân chủ tịch trao. Đấy là một cái định vị bản thân. Đấy, định vị chúng ta, và đội ngũ của bạn Điệp hãy chiến đấu một cách hết mình, đúng không ạ? Vì mục tiêu của đội, vì mục tiêu của đội là đầu tiên, mục tiêu của cá nhân là thứ ba, đúng không? Vậy thì bạn Điệp định vị là những tư vấn viên tinh nhuệ, đúng không ạ? Là những doanh nhân trong CV, là những con tàu vàng, là mỗi người doanh số cá nhân 500 điểm. Đấy là một cái điều rất là hay. Ở đây có những cái từ định vị hay là ba nhánh tư vấn viên trưởng. Chúng ta có những cái điều rất là hay. Và tất cả chúng ta hãy chúc mừng cho bạn Điệp. Chúng ta hãy giơ con tay cái chúc mừng cho đội bạn Điệp có được một cái kết quả tháng 7 này, xuyên đích nhà tư vấn chuyên nghiệp và lên những cái danh hiệu tuyệt vời tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả anh chị em. Và bây giờ thì đến một cái danh hiệu, một người rất là tuyệt vời, bạn Trang và bạn Sơn là những người học cùng NLP với Huynh. Và bạn Sơn là một người
chuyên về tâm lý ở thị trường Yên Bái, đúng không? Và cũng làm trong ngành y giống như Huỳnh. Và khi mà anh em học với nhau thì đã trở thành bạn, đã trở thành biết là đồng nghiệp rồi, đúng không? Đã trở thành bạn thân, đã trở thành đồng nghiệp tiếp theo một lần nữa. Và ngày hôm nay thì cùng cái con thuyền Siri này, và nhân ngày sinh nhật của chủ tịch Tatiana Rokhovskaya, Huỳnh xin chúc tất cả mọi người chúng ta có mặt ở trên Zoom, đặc biệt là những người có mục tiêu rõ ràng, đặc biệt là những người chiến đấu vì những người khác, vì mình, vì đồng đội, vì đất nước Việt Nam của chúng ta vào cái tháng 7 này, trong cái RICCAM này, trong những chương trình đào tạo nhà đào tạo. Và bạn Điệp và bạn Sơn đang có mục tiêu chắc chắn là chương trình đào tạo nhà đào tạo, và còn xuyên đích lên cái danh hiệu nhà tư vấn chuyên nghiệp, bước một chân vào dự án xe hơi. Và các bạn đang nghĩ là các bạn lấy chọn xe màu gì. Đấy, đến bây giờ đã nghĩ chọn xe màu gì rồi, và trước khi đi ngủ và trước khi ngủ dậy chúng ta cũng phải luôn nghĩ về cái điều này. Đấy, đấy là một cái điều mà tuyệt vời nhất. Và bạn Sơn là một người mà bạn nên hé lộ với mình, tôi biết rồi, khi mà biết đến trường đào tạo S69 thì bạn ấy dừng bảo vệ tiến sĩ. Đó, đấy là một cái mà ra quyết định rất là mạnh. Và Huỳnh tin chắc rằng tất cả các mục tiêu của bạn ấy cùng với S69 sẽ thành công một cách rực rỡ. Xin mời bạn Nguyễn Thị Sơn ở thị trường Yên Bái ạ. Xin cảm ơn thủ lĩnh quốc gia Phạm Tiến Hinh. Cảm ơn tất cả những cái lời tốt đẹp anh đã dành cho tôi. Xin chào tất cả các anh chị em ở trong Zoom. Chúc tất cả chúng ta tháng này sẽ xuyên đích mọi mục tiêu và một buổi tối học tập thật nhiều kiến thức để chuẩn bị cho những ngày hành động quyết liệt ạ. Những cái gì tốt đẹp, những cái gì năng lượng thì như lúc nãy chị Trang và anh Điệp cũng đã chia sẻ rồi. Quên chưa giới thiệu. Xin giới thiệu với tất cả nhà thì anh Minh cũng đã giới thiệu rồi. Tôi tên là Sơn, tôi đến từ thị trường Yên Bái. Và tôi cũng mới lên tư vấn viên trưởng từ tháng trước. Và tháng này cũng đang duy trì danh hiệu tư vấn viên trưởng. Với mọi người thì có thể là cái việc dành thời gian cho công việc Siberia thì có nhiều hơn như chị Trang hoặc là anh Điệp. Nhưng với bản thân tôi thì tôi còn đang làm công việc truyền thống với một cái công việc mình cũng có cái sứ mệnh rất là cao cả, đấy là chăm sóc sức khỏe về tinh thần và thể chất cho rất nhiều người khác. Thế nên là cái việc dành thời gian cho CBD thì có thể là chưa nhiều. Nhưng tôi dám khẳng định rằng những cái tình yêu và những cái đam mê với CBD thì tôi luôn luôn có đủ và có thừa. Thế nên là mặc dù không có nhiều thời gian làm việc với CBD nhưng mà tôi luôn luôn dành tất cả những cái tâm sức, tâm huyết và làm việc vô cùng trách nhiệm. Thế nên là cái mình cũng đã gặt hái được những cái thành quả ngọt ngào. Nhưng mà nói chung là cái mục tiêu của chúng ta thì luôn luôn là tiến lên phía trước. Thế nên là về những cái gì thì gọi là vĩ mô lớn lớn một chút thì chị Trang và anh Điệp đã chia sẻ. Nhưng với bản thân tôi thì để đạt được cái mục tiêu mà tôi đã đạt được và hướng tới những cái mục tiêu lớn lao hơn trước mắt thì cái điều quan trọng như chị Trang đã chia sẻ đấy là chúng ta hãy luôn luôn hiện thực hóa cái mục tiêu đấy ra, chúng ta viết ra giấy hoặc là chúng ta nói to, hoặc là như mình hay nói cái từ gần đây đấy là hãy la lên, hãy nói thật to lên với mọi người để tất cả mọi người cùng hợp sức để tạo năng lượng cho chúng ta và đội ngũ của chúng ta cũng vậy. Và với tôi thì tôi thường viết cái mục tiêu và tôi dán ở đầu giường, dán ở tất cả những cái chỗ nào mình có thể quan sát được, thậm chí cả ở cơ quan trên máy tính, những cái mục tiêu mà để tôi luôn luôn trong tầm ngắm ghi vào trong đầu. Và tôi rất là vui bởi vì cái việc này nó có thể là nó rất là dễ thực hiện, dễ làm, nên ở đội ngũ của tôi cũng rất nhiều người như thế. Đặc biệt là có những người cũng đang chuẩn bị để nâng tầm cái mục tiêu, có thể là mua bảng dán hay là mua những cái gì viết thật to hơn mà họ đã bàn với tôi. Thì cái đấy là cái chúng ta luôn luôn hiện thực hóa mục tiêu của mình ở những cái nơi chúng ta nhìn thấy, chúng ta có thể quan sát hàng ngày để chúng ta luôn luôn ghi mục tiêu vào đầu. Đó là một cái rất là quan trọng. Có thể đơn giản là vẽ một cái ô tô, hoặc là viết chữ ô tô, hoặc là viết chữ nhà tư vấn chuyên nghiệp để chúng ta để ở nơi dễ thấy, dễ lấy, dễ thấy nhất. Đấy. Và chắc chắn sao chép việc này cho đồng đội. Và cái thứ hai như chị Trang có nói đấy là làm gương.
thì tôi sẽ đi chi tiết hóa hơn một chút cái vấn đề này, bởi vì bản thân tôi không thể đi cùng đồng đội, bởi vì tuyến dưới của tôi thì ở nhiều thị trường và ở Hà Nội, ở Yên Bái, thế nên là không thể đi cùng đồng đội để tạo thành một cái năng lượng mạnh. Vậy thì tôi luôn luôn đặt ra cái nhiệm vụ cho mình, đấy là cũng giống như là các thủ lĩnh đi trước, đấy là tất cả những cái hạt sạn hay những cái gì thì mình hãy dọn sạch đi, để khi mình không thể cầm tay chỉ việc, không thể dắt tay đồng đội, thì đồng đội đã có một con đường thật là rộng thanh thang để đi rồi. Thế nên là tôi luôn luôn chú trọng đến những cái chi tiết, ví dụ như là những cái việc nhỏ nhỏ, ví dụ như là tôi có thể là tìm tòi mày mò những cái phần mềm, những cái về quay lại màn hình, để tôi tranh thủ bất kỳ lúc nào tôi có thời gian thì tôi sẽ ghi lại những cái, ví dụ như là vào trang web như thế nào, ghim trang web ra màn hình như nền như thế nào, lập một cái mail thật là nhanh như thế nào, có nghĩa là những cái chi tiết mà đôi khi là khó khăn mà tư vấn viên của mình nếu mà mình không thể trợ giúp thì họ sẽ bỏ lỡ một khách hàng nào đấy, thì là tôi luôn luôn dành cái khoảng thời gian, bất kỳ cái khoảng thời gian quý báu lúc trưa hoặc là sáng sớm để tôi làm những cái việc đấy, tôi gửi cho đội nhóm để đội nhóm của mình khi mình không thể có mặt hoặc là mình không thể trả lời tin nhắn ngay bởi vì mình vẫn bận công việc truyền thống, thì đồng đội của mình đã có những cái kho dữ liệu sẵn như đấy để họ không phải quá khó khăn khi mà không có người hướng dẫn. Đấy là những cái tôi hay tập trung vào cái chi tiết. Và một cái nữa đây là có ở trong cái quyển danh sách người quen ấy, nó có một cái câu nói rất là hay, đấy là mỗi sáng bạn hãy thức dậy và bạn hãy tự hỏi mình là mình làm việc như thế này thì đồng đội mình sẽ làm việc như thế nào. Đấy, mình chỉ như thế này ư? Đấy, mình hãy đặt ra những câu hỏi như vậy để tạo thành một cái năng lượng thật là lớn để mình hãy đứng dậy, hãy làm việc, hãy hành động để làm sao cho đội ngũ của mình họ cũng sẽ có cả một cái ngày năng lượng và họ cũng sẽ làm việc như mình. Và cái thứ hai nữa là thực ra thì sức con người thì thực ra là con người rất là vi thường, nhưng mà sức khỏe, sức mạnh nó cũng có hạn. Thế nhưng mà làm sao mà tôi cảm thấy là mình luôn luôn có một cái trộm vía có một cái sức khỏe rất là tốt, mặc dù những cái tháng vừa rồi là mình làm việc khá là nhiều, làm việc khá căng thẳng. Buổi tối thường là không ngủ trước 12 giờ và buổi sáng thì để thực hiện cái cam kết rèn luyện bản thân thì phải dậy tới lúc 4:30 để đi tập yoga để đảm bảo một tiếng để tập luyện rèn luyện sức khỏe như cái lời cam kết trong bản tuyên bố của mình. Thế nên là cái thời gian ngủ rất là không nhiều, kể cả buổi trưa cũng chỉ nghỉ một chút bởi vì tranh thủ là hỗ trợ đội nhóm. Nhưng mà mình không bao giờ mình bị tụt năng lượng, bởi vì kinh nghiệm của tôi là hãy luôn luôn lấy năng lượng cảm hứng từ những người có năng lượng, có thể là từ thủ lĩnh quốc gia gọi điện hoặc là từ đội nhóm. Và đặc biệt tôi luôn luôn vào những cái trang web, những cái trang YouTube của những cái người rất là nhiều năng lượng trong đội ngũ của chúng ta, ví dụ như là Anna Nghĩa Nguyễn, như là Trương Duẫn Thịnh, hoặc là như là anh Cường, như là bạn Ngát. Đấy, rất là nhiều năng lượng, khi mà mình vào đấy mình đọc thì mình cảm thấy mình thêm năng lượng rất là nhiều. Đấy, nên để được cái cách là mình duy trì năng lượng để mình làm việc, làm những cái việc rất là từ nhỏ nhất cho đội nhóm. Và tôi cũng đã hướng tất cả những cái người tư vấn viên của tôi định vị cái nhân hiệu của mình ngay sau khi đi học Riken về. Đấy, thay đổi cái định vị và tập trung vào những cái phần đủ của mình để không tập trung vào những cái phần thiếu. Thế và cái này cũng mọi người cũng đang chuyển đổi rất là tốt. Giống như là khi mà chúng ta đặt ra cái mục tiêu thì giống như là cái câu các thủ lĩnh vẫn nói thì nhựa lửa đã nhóm ở trong lò thì bây giờ chúng ta chỉ việc thế là bùng cháy thôi, lại để là như thế. Và cái mục tiêu thì lúc đầu tôi đặt ra là chỉ đưa khoảng tôi đặt ra là đưa 5 người đi Riken. Thế nhưng mà đến cuối tháng 6 vừa rồi thì tôi đã đạt được cái mục tiêu là tôi sẽ đưa được 7 người đi đến Riken, thì đó là một cái thành quả cực kỳ tuyệt vời mà đội ngũ cùng nhau cố gắng cùng nhau chiến đấu. Và với nhánh chính của tôi thì những người làm việc nhiệt tình và luôn luôn hết mình vì bản thân đồng đội, vì kể cả với bản thân người hướng dẫn, họ luôn luôn hỏi thăm tôi xem là điểm như thế nào, thì đấy là nhánh của chị Ngọc ở Hà Nội, rất là nhiệt tình, kiên trì và cũng yêu thương đồng đội và giúp đỡ đồng đội hết mình. Và nhánh thứ hai đấy là nhánh của bạn Dũng, nhánh của chị Huyền, và mới đây tôi có một cái nhánh mới của người thân của mình nữa. Thì đấy là những cái nhánh mà chúng tôi sẽ cùng nhau bắt tay nhau và quyết tâm đạt được cái danh hiệu của mục tiêu của tháng 7 này để chắc chắn có mặt ở
nơi đào tạo dạ, ở cái khóa huấn luyện đào tạo dành cho nhà đào tạo. Và xin truyền năng lượng cho tất cả đội nhóm và mong tất cả Zoom chúng ta truyền năng lượng cho tôi để tôi đạt được cái mục tiêu sẽ đạt được ô tô trong thời gian sớm nhất ạ. Xin cảm ơn tất cả nhà. Nhường sân khấu cho anh Huynh ạ. Rất là cảm ơn cả nhà. Chúng ta hãy dành ngón tay cái nào, trái tim nào để chúc cho đội ngũ của bạn Sơn ngày càng phát triển và xuyên đích mục tiêu tháng này. Bạn Sơn là một người rất là tuyệt vời khi mà Huynh đã phát hiện được một con tàu vàng ở trong NLP. Và khi mà biết được trường đào tạo S69 thì bạn Sơn đã ngừng bảo vệ luận án tiến sĩ và bạn yêu thương Siri rất là nhiều. Và một người thạc sĩ chuyên tâm lý và bạn đã có 10 năm làm truyền thông. Và đây là một trong cái cách mà bạn ấy hướng đội ngũ của bạn ấy, bạn ấy hướng dẫn những cái người của bạn rất là tuyệt vời. Và xin mời bạn Ngọc là chị gái là chị gái của bạn Sơn ở thị trường Hà Nội nào. Bạn Nguyễn Thị Ngọc có trên Zoom không ạ? Dạ em có, em với bạn Hiên đang xem chung một Zoom ạ. Xem hai cái thì nó cứ ấy, còn em đang họp đội nhóm và xem Zoom ạ. Và xin mời Ngọc nói được vâng. Chia sẻ một chút cái mục tiêu của Ngọc không? Mục tiêu của tháng này thì bọn em thì may quá, bọn em đã tuyển được 2F1 rất là mạnh. F1 và em mới tuyển được 1F1 rất là mạnh và bạn Hiên cũng tuyển được F1 rất là mạnh và các bạn ấy chiến đấu rất là mạnh cho nên là bọn em bị lửa đốt đít. Cho nên em từ đầu đặt mục tiêu là 5.000 nhưng bây giờ bọn em hai bạn kia bạn đòi lên K6. Một bác sĩ lên không phải đòi mà các bạn ấy đặt mục tiêu là lên K6 cho nên là bọn em nếu mà K6 đồng cấp thì bọn em không đạt được cái mục tiêu của mình. Cho nên là ok, em đang nói đấy. Vâng, cứ nói đi. Để ý để xem nó lại. Ok. Xin chúc mừng đội bạn Ngọc ở thị trường Hà Nội. Và đây là một trong những cái mà Huynh hoàn toàn tin tưởng là cô giáo Ngọc, một cô giáo luyện chữ đẹp nhất ở thị trường Hà Nội. Huynh biết được rằng là cô giáo Ngọc đã có cái mục tiêu là đốt cái con thuyền của mình ở một cái trường học rất là tuyệt vời. Huynh đã biết là không biết là nộp đơn hay chưa, nhưng mà Huynh đã ngầm biết bạn đã thông báo rồi. Và Ngọc có thể mở mic nói về cái mục tiêu của mình một chút không nào? Cái con thuyền của mình. Xin mời Ngọc mở mic. Vâng, con đường của em đi thì em cũng đặt mục tiêu bây giờ là đội nhóm của em cùng hoạt động và làm việc automatic như của anh Huynh và bạn Sơn ạ. Phải thực hiện đúng như thế và hướng tới cái sự đơn giản, học tập đúng như thế và em lên kế hoạch đội nhóm là phải truyền năng lượng cho nhau mỗi buổi sáng và vào Zoom liên tục ạ, không được bỏ sót một buổi Zoom nào ạ và ai cũng phải đặt kế hoạch tuần tháng ngày ạ. Em nói về cái con thuyền của mình cơ. Anh muốn chia sẻ một chút về cái đấy. Công việc của em truyền thống ấy. Vâng, con thuyền của em thì đấy, con thuyền của em đi, nếu mà em vẫn đi con thuyền thì bây giờ em vừa về đến nhà anh ạ, vừa đến nhà em mở Zoom ra luôn. Em ăn vội bát cơm và em mở Zoom ra luôn và em thấy là nó là không có gì quý hơn độc lập, tự do, hạnh phúc, nó mệt mỏi vô cùng. Thế rồi thì để cho các bạn trẻ, các bạn đi theo con đường của em dừng tại đây và em đi theo cái con đường mà em cảm thấy nó an lạc. Em giới thiệu về em một chút để cho mọi người biết. Vâng, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Ngọc, năm nay em 41 tuổi, em ở thị trường Hà Nội và em đã vào CBD được gần 5 tháng rồi. Và càng ngày thì em càng nhìn thấy rõ cái con đường mà mình đi. Trước đây em đang làm cái gì? Dạ, em là cô giáo ạ. Em là cô giáo dạy tiểu học của một trường quốc tế ạ. Thì anh nghe thấy tin là em đã quyết định. Dạ, vâng ạ. Em đã quyết định thì em có thể tuyên bố ngay em thật sự là em tiền bạc nó rất là quan trọng anh ạ. Thế nên là cái để mà duy trì cuộc sống thì là em phải hoán đổi. Em đã nghĩ nghĩ ra một cái, ngày xưa thì lúc Covid thì bọn em không được dạy thêm, bọn em không nghĩ ra một cái phương án gì cả. Thế nhưng bây giờ khi mà hết mùa Covid rồi, học sinh nó lại trở lại cái chu kỳ học bình thường thì em hoán đổi 8 tiếng trên một ngày thì 2 tiếng em dành cho dạy học để em duy trì cuộc sống và 6 tiếng thì em làm cho CBD để em hướng tới cái con đường, cái mục đích mà mình đi. Rất là cảm ơn để học và thêm 3 tiếng học ở trường. Cảm ơn bạn Ngọc rất là nhiều. Bạn Ngọc đã ra quyết định mạnh mẽ là sẽ nghỉ ở trong cái trường quốc tế của mình. Và bạn Ngọc dành thời gian cho Siri rất là nhiều ở đây. Đấy là một trong những cái cách mà Huynh đã biết.
Ngọc đã có cái nguồn thu nhập là dạy ở nhà đúng không ạ? Có 2 tiếng thôi mà bằng 8 tiếng. Tức là nếu như bạn Ngọc làm Siri và dạy ở nhà thì bạn ấy nói là làm giàu. Còn nếu cứ đi ở trường mà 8 tiếng cũng chỉ có bằng lấy tiền thôi thì bạn đang đi làm nghèo suốt bao nhiêu năm nay và bạn chỉ đóng bảo hiểm, bạn đi làm cùng với Siri. Đây là một cái quyết định rất là mạnh mẽ. Huỳnh tin rằng bạn Ngọc là bạn thành công ở Siri. Và xin cảm ơn bạn Ngọc. Chúc cho bạn Ngọc và đội ngũ của bạn Ngọc, bạn Sơn có những cái bước tiến mạnh mẽ trong tháng này và Huỳnh tin chắc là không gì là không thể đối với đội ngũ của chúng ta. Và Huỳnh biết có một người phụ nữ nữa hôm nay cũng rất là năng lượng đang ở trên Zoom, là một người em ở Ninh Bình, và em đã quan sát Huỳnh ở trên Facebook và em mới tự tìm đến với Siri. Vậy thì trước khi mà giới thiệu em lên đây thì xin hỏi là khi mà dự Rickcam 14 ở tại Ninh Bình, bạn ấy có bao nhiêu người? Đấy là danh hiệu K1 đúng không ạ? Và đến với danh hiệu K4 này, mục tiêu tháng này của bạn ấy là gì? Và đây là một người rất là mạnh mẽ, một người vào CV thay đổi hoàn toàn, và ngày hôm nay thì tuyển được cả cái người đàn ông nằm cạnh mình hàng ngày hàng đêm nữa. Đấy là một cái điều tuyệt vời. Và Huỳnh biết rằng ở Siri là chúng ta chọn cả hai, chọn cả sức khỏe, chọn cả hạnh phúc, chọn rất là nhiều những cái giá trị, đặc biệt là gia đình của chúng ta. Đấy là một cái điều mà thương hiệu của chúng ta gọi là S69 Happy. Xin mời bạn Đàm Diệu Linh ở thị trường Ninh Bình nào. Bạn Đàm Diệu Linh mở mic. Xin chào tất cả các anh chị em có mặt trên Zoom buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc cho tất cả các anh chị em một buổi tối tràn ngập tình yêu thương và những điều tốt đẹp. Linh xin tự giới thiệu về bản thân mình. Tên đầy đủ là Đàm Diệu Linh, sinh năm 1976. Hiện tại thì đang là giáo viên trường Cao đẳng Y tế tỉnh Ninh Bình và đang sinh sống tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Cảm ơn người đỡ đầu của Linh đã giới thiệu đôi chút về Linh khi biết đến cái ngành kinh doanh này. Thì đúng là Linh và anh Huynh là một đồng nghiệp, hai anh em đã biết nhau cách đây hơn 20 năm rồi. Nhưng khi anh chuyển đến Hà Nội thì cũng không có điều kiện để gặp lại. Và một ngày tình cờ thì lướt Facebook thì đã gặp lại anh ở trên Facebook. Và thực sự lúc đó là Linh thấy tò mò bởi vì là một người cũng làm đồng nghiệp như mình. Và sau một thời gian không gặp lại thì mình thấy rằng là cái giá trị tự do. Suốt ngày anh đi du lịch. Đấy, anh đi du lịch rồi anh được đi cạnh một người vợ rất là tuyệt vời, là thủ lĩnh quốc gia Đặng Thị Việt Phương, người mà Linh vô cùng kính trọng và yêu quý. Và cái lúc đó thì trong cái tư tưởng của Linh nghĩ là mình mà gặp được cái chị Đặng Việt Phương này nó là một cái gì đó rất là khó. Và mình thấy đó là một doanh nhân thực sự là ở một cái đẳng cấp, tức là mình nghĩ là khó mà gặp được. Và mình tìm hiểu và mình cũng được rất là nhiều người ca ngợi về thủ lĩnh Đặng Thị Việt Phương và Phạm Tiến Ninh. Thế thì lúc đó thì Linh tò mò và Linh hỏi là anh làm gì cho em theo với. Anh nói là anh làm công việc em không làm được đâu. Thế thì lúc đó thì thực ra thì anh cũng trả lời như vậy thì mình cũng tò mò thôi. Thế thì cũng hai anh em cứ hẹn hò nhau qua lại, nhưng thực sự là cũng không có cái điều kiện để gặp nhau, bởi vì lúc mình ở Hà Nội thì anh về Ninh đi công tác. Đấy. Thế và sau đó thì đến cái ngày 27 tháng 3, ngày 17 tháng 3 là ngày anh nhận con Mercedes. Thì cái ngày đó là cái ngày mà Linh ra quyết định, tức là thay đổi cái cuộc đời mình. Và lúc đó là Linh tìm hiểu về Siri và Linh kết nối và gặp được lại anh. Thì anh đã cho Linh biết đến một cái cơ hội đến với tập đoàn sức khỏe Siri. Thì thực sự vào đây thì cuộc đời của Linh đã thay đổi hoàn toàn. Cái điều đầu tiên thay đổi là mình có vấn đề, rất là nhiều vấn đề về sức khỏe. Thì đến với CBD thì đã có cái giải pháp giúp cho mình được có một cái sức khỏe như ngày hôm nay. Tức là đi làm không biết đến mệt mỏi là gì, và có thể là hỗ trợ đội nhóm từ 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm với một cái năng lượng rất là tuyệt vời. Thế thì đến đây, ngoài cái giá trị về sức khỏe thì thực sự là cuộc đời Linh đã thay đổi đúng nghĩa của nó. Và mình đã từ bỏ những cái thói quen không có tốt, để học đến những cái mà thói quen tốt và có lợi cho cái cuộc sống của mình. Thế thì khi đến với Siberia thì lúc đó thì mình tin tưởng hoàn toàn vào người dẫn đường của mình. Thế thì mới vào được có khoảng tầm một tháng, lúc đó diễn ra sự kiện Zickem 12. Thì anh bảo là em đi Zickem, mình chả hiểu Zickem là gì đâu, bởi vì biết gì về cái ngành này đâu, bởi vì một tờ giấy trắng
thì thủ lĩnh cứ vẽ sao thì mình cứ đi theo như vậy. Thế thì ra quyết định là đi giúp em với doanh số cá nhân là 200 điểm. Thế thì đến giúp em lúc đó thì không quên biết một ai cả, chỉ có mỗi hai người thủ lĩnh dẫn đường của mình. Thế thì đến đó thì nó rất là lạc lõng. Thế nhưng mà mình tin tưởng hoàn toàn vào cái người dẫn đường của mình. Thì sau một cái buổi sáng thì thực sự nó đã làm cho cái tư duy và cái suy nghĩ trong cái con người mình nó hoàn toàn thay đổi. Đấy, và sau hai ngày học Rick Em về thì thực sự là mình mới hiểu là lột xác để trở nên giàu có thì nó như thế nào. Thế và bắt đầu là mình tin tưởng vào con đường, nhưng thực sự là không được mãnh liệt như mọi người đây. Mình cũng vào và mất thời gian khoảng tầm 4 tháng thì mình trải nghiệm sản phẩm và mình cũng đi gieo. Và thực sự là lúc đó mình học tập không ngừng mệt mỏi và mình tìm hiểu rõ về cái con đường mình đi. Và đến khi mình quyết định là ngày 19-20 có mặt ở Sài Gòn để dự cái sự kiện ở tập đoàn Sang, thì lúc đó mình đi cùng với lại một người mẹ của mình, một người mà luôn luôn truyền cái cảm hứng cho mình. Thế thì lúc đó mình mới được vinh danh là danh hiệu là K5. Và mình nói với mẹ rằng là đến lần vinh danh tiếp theo con sẽ đứng ở cái vị trí mà những người nhận xe ô tô cái kia. Mẹ cứ tin là cái điều đó. Thì đúng là cái điều đó khi mình gửi cái thông điệp của mình lên vũ trụ thì vũ trụ đã gửi tất cả cái nguồn lực để giúp mình. Thế thì mình đã mở cái danh hiệu nhà tư vấn chuyên nghiệp ở tháng 9. Thế thì mục tiêu tháng này thì mọi người hãy cho Linh một tràng pháo tay để cổ vũ, vì mục tiêu tháng này Linh sẽ lên danh hiệu thủ lĩnh. Cảm xúc quá. Đấy là một trong những cái điều mà thực sự là cái giá trị khi mình biết đến với CBD. Và đến với Zik Camp 15 này thì đội ngũ của Linh rất là mạnh, tức là 21 người đến dự Zik Camp 15 này với một cái năng lượng tràn đầy. Thế thì chắc chắn là khi mà đưa được tối đa những cái tư vấn viên của mình đến với Rick Camp thì thực sự là doanh nghiệp của mình phát triển. Và mình biết rằng là từ Rick Camp 12 đến Rick Camp 15, từ một người một mình, đúng không ạ? Và Rick Camp 14 ở Ninh Bình thì lúc đó là Linh có hơn 1 người. Lúc đó thì danh hiệu lúc đó chỉ 200 điểm là đi được. Nhưng với Rick Camp này thì tổng doanh số là 1.000 chúng ta mới được tham dự. Thì đấy là những cái điều vô cùng tuyệt vời mà mình biết đến cái tập đoàn sức khỏe CBD. Và thực sự là cảm ơn người đỡ đầu của mình, hai thủ lĩnh mà mình vô cùng yêu quý và kính trọng. Đấy là một người anh, một người thầy, một người bạn, đấy, một người chị. Nói chung là tất cả những cái gì hội tụ lại thì thực sự là Linh đã nhận được rất nhiều những giá trị từ những cái người dẫn đường của mình. Và đến với ngành kinh doanh này thì chúng ta cứ có niềm tin, chúng ta cứ có niềm tin vào người dẫn đường, chúng ta có niềm tin vào hệ thống, niềm tin vào công ty và niềm tin vào chính cái mục tiêu của chúng ta. Chúng ta cứ nhìn thẳng mục tiêu và chúng ta sẽ xuyên đích với cái mục tiêu của mình đề ra. Thế thì cảm ơn thủ lĩnh đã cho Linh chia sẻ. Và một lần nữa xin chúc tất cả các anh chị em một buổi tối tràn ngập tình yêu thương và những điều tốt đẹp. Và chúng ta hãy nhìn thẳng vào mục tiêu xuyên đích. Okay. Xin cảm ơn. Chúng ta hãy gửi những cái điều tuyệt vời nhất, những cái ngón tay, những cái trái tim tuyệt vời nhất để chúc thủ lĩnh, tân thủ lĩnh vào tháng 7 này. Và chúng ta biết được rằng đây là một trong những người rất là mạnh. Và Huỳnh tin chắc rằng mọi mục tiêu của bạn Đàm Diệu Linh sẽ đạt được kết quả, và chúc bạn và đội ngũ của bạn nhá. Đấy là một người rất là tuyệt vời. Có những cái bí quyết của bạn ấy là người hướng dẫn nói cái gì thì làm như vậy, đúng như vậy. Đấy là cái mà mình rất là tin tưởng và rất là đặt niềm tin vào bạn Linh. Và Huynh tin chắc rằng đội ngũ của bạn ấy sang từ cái ngày mà đi Rick Camp có một mình, sau đó 10 người đi Rick Camp, và Rick Camp 14 và 15 người ở Rick Camp 15 này, 20 người đi Rick Camp 15 này, thì Huynh tin chắc là nó có khoảng 50 người đi Rick Camp, khoảng 50 người đi Rick Camp bình thường. Đấy, và chúng ta chỉ cần 10 người thôi đi Rick Camp là đã lên nhà tư vấn chuyên nghiệp rồi. Đấy, và 20 người thì chắc chắn lên thủ lĩnh. Đấy là công thức thành công chắc chắn ở trong CV chúng ta đã tính sẵn như vậy. Thì cái bí quyết của chúng ta đây là hoàn toàn tin tưởng vào đội ngũ, tin tưởng vào bản thân chính mình, và luôn đặt cái mục tiêu quan sát và không được rời mắt khỏi mục tiêu. Đấy là các cái điều bí quyết của bạn Linh rất là tuyệt vời. Và đấy là một trong những cái đội ngũ của Huynh rất là yêu quý, và rất là nhiều những người trong đội ngũ của Huynh nữa. Và Huynh xin mời những đội ngũ nào có những nhà tư vấn viên trưởng mà kế hoạch tháng này đạt tư vấn viên cao cấp để chúng ta dự đào tạo nhà đào tạo ngoài Rick Camp rồi. Chúng ta biết là Rick Camp ba miền có thể là đặc biệt là miền Trung và miền Nam có thể nới rộng ra chúng ta, và những người mới bắt đầu ký vào tháng 7 sang tháng 7 này mà đạt mục tiêu 1.000 điểm đến ngày 24-25
thì cho được đi ở trong Vinh, và K3 ở trong thành phố Hồ Chí Minh là 500 điểm thì vẫn tiếp tục, và chúng ta hãy chốt tiếp những người giúp ra cho họ ra quyết định K3 trong Sài Gòn để chúng ta nộp danh sách lên cho đội ngũ của mình. Và xin mời những ai có mục tiêu tư vấn viên cao cấp để học cái lớp đào tạo, nhà đào tạo đặc biệt của Simon Gonet của hệ thống S69 ở trong một cái resort rất là đẹp ở Hà Nội, đúng không? Thì chúng ta hãy mở mic nói tôi, họ tên và chia sẻ. Xin mời Minh Tâm. Tôi. Đấy, thầy mở Minh Tâm trước rồi nha. Minh Tâm mở mic, mình gọi nhá cả nhà nhá. Tiền là trên sân khấu, đúng không? Tiền là trên sân khấu, ai nhanh thì người ấy được, đúng không ạ? Vâng. Em xin chào thủ lĩnh. Em chào tất cả mọi người trên Zoom ạ. Em là Minh Tâm, em đến từ thị trường Đông Anh, năm nay em 38 tuổi. Dạ. Xin mời em. Dạ. Mục tiêu của đội em tháng này là em lên nhà tư vấn viên cao cấp, tổng doanh số 15.000 điểm. Yes. Dạ. Tiếp theo, em giúp được bao nhiêu người ở dưới tư vấn viên trưởng? Em giúp được một tư vấn viên trưởng, 2K5, 3K4. Tuyệt vời. Bạn Tâm là một người ở Đông Anh và xin thưa với cả nhà là đang có thị trường đội ngũ ở bên Nga. Đấy, rất là tuyệt vời. Và điều đặc biệt hơn nữa là sức khỏe của bạn đã cải thiện, nhưng mà Huynh rất là yêu quý với cái sự ham học hỏi, với cái quyết tâm làm bằng được, với cái quyết tâm thành công ở trong series. Và bạn Tâm cũng đã tuyển được cái người mà yêu thương của mình. Đấy, cũng đã giúp cho người yêu thương bên cạnh mình biết đến series một cách tự nhiên, và đã giúp có cái đơn hàng đầu tiên. Chúc mừng ông xã của bạn Tâm, chúc mừng gia đình của bạn Tâm đã có một người mà gọi là trái tim, gọi là phong thủy của gia đình. Đấy, yêu thương người chồng, người con, và bạn Tâm hình như là sinh gái nhất nhà đúng không? Giống bạn Trang đúng không? Sinh gái nhất nhà đúng không? Chăm sóc 3 tầng 1 đúng không? Hai con trai và người yêu quý của mình. Đấy, chúc cho gia đình của bạn Tâm ngày càng hạnh phúc hơn, trẻ khỏe hơn nữa. Xin thưa với cả nhà là cái ngày đầu tiên mà Huynh lên làm OVP ở nhà bạn Tâm, Huynh lên nhà bạn Tâm 2 đến 3 lần rồi làm OVP. Khi đó bạn Tâm đã dùng sản phẩm 6 tháng rồi, đã có kết quả về sức khỏe rất là tốt rồi, rất là yêu rồi. Nhưng mà da rẻ chưa đẹp như thế này, mắt cười chưa sáng ngời như thế này đâu. Series S9 đấy là những cái điều tuyệt vời đến với bạn Tâm. Chúng ta hãy gửi những cái trái tim yêu thương, chúc bạn Tâm vào được cái lớp đào tạo, nhà đào tạo của S9, sẽ là một người đứng sân khấu, truyền năng lượng mạnh mẽ cho đội ngũ. Xin cảm ơn bạn Tâm rất là nhiều. Dạ, em cảm ơn anh. Và em xin chia sẻ với anh là em đã tuyển được ông xã của em. Và ông xã của em đợt đi dịch kem này cũng đi cùng em. Đấy là cái điều tuyệt vời nhất mà em đã thực hiện được theo cái lời hứa của em với anh, là em sẽ tuyển được ông xã của em. Đấy là cái điều tuyệt vời. Dạ vâng, ông xã của em bây giờ còn chia sẻ còn điên cuồng hơn em. Ok. Đấy. Vâng, em cảm ơn anh. Vũ trụ đã gửi đến cho em những cái điều tuyệt vời. Xin cảm ơn bạn Tâm rất là nhiều. Vâng, em cảm ơn anh và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Và em cảm ơn tất cả đồng đội của em, những người yêu quý của em, nhất là anh Thuận ở bên Nga. Anh ấy là một người thật sự là tuyệt vời. Em rất cảm ơn. Và các đồng đội dưới, những người đã cùng em sát cánh trong cái tháng 6 vừa qua, là em chia sẻ với tất cả các thủ lĩnh và mọi người. Về bản thân em thì em chia sẻ là cái cuối tháng 4 ấy. Cuối tháng 4 là lúc đó là okay. Bản thân em là... Anh biết dạ. Bản Tâm tuyệt vời rồi. Khi mà quyết tâm cái tháng 5 này, bạn ấy lấy lại cái danh hiệu đúng không? Đấy, vâng. Thì đây là một trong những cái mà anh biết là em bứt phá rất là ngoạn mục. Bứt phá rất ngoạn mục. Và anh tin là mọi điều sẽ tốt đẹp sẽ đến với em. Tâm dạ, nhá. Cảm ơn dạ, vâng. Rất nhiều. Ok. Xin mời những người mà có mong muốn vào trường đào tạo, nhà đào tạo, để chúng ta học cái cách điều phối ở trên sân khấu nào. Xin mời bạn Tuấn Linh nào. Kế hoạch Tuấn Linh nào. Em chào thủ lĩnh, chào tất cả cô chú anh chị em có mặt trên Zoom. Em mục tiêu của em thì xin giới thiệu với chủ, xin chia sẻ với thủ lĩnh là mấy tháng nay là gần như là cái danh hiệu của em nó đứng im, nhưng mà tháng này thì em đã học được những chiến lược và mục tiêu vào trong em tháng này là em ra quyết định là sẽ bước chân vào
tư vấn viên cao cấp để tham dự ra quyết định để hoàn thành cái danh hiệu là tư vấn viên cao cấp để được học cái chương trình đào tạo nhà đào tạo. Ok. Vâng, xin cả nhà hãy hồi hướng cho cái mục tiêu của em ạ. Tuyệt vời quá, xin một tay cái chúc bằng Tuấn Linh và hai vợ chồng làm Siri chắc chắn là sẽ phát triển nhanh hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Đấy là cái cách mà đội ngũ của chúng ta, cái sao chép của chúng ta sẽ có những cái điều tuyệt vời hơn. Và mình biết Tuấn Linh cũng đi học rất là nhiều để giúp cho đội ngũ của chúng ta có những cái điều tuyệt vời nhất. Khi mà chất đủ, đúng không ạ? Khi mà lượng đủ thì chất sẽ đủ. Đấy. Lượng đủ chất sẽ đủ, và cái niềm tin của em sẽ có được những cái điều tuyệt vời ở đây. Và xin cảm ơn Tuấn Linh và chúc Tuấn Linh thành công ở trong series. Xin mời bạn Tương Huệ nào. Có phải bạn Trương Huệ mở mic để chia sẻ không? Những ai mà muốn đạt đào tạo nhà đào tạo, xin mời đưa mục tiêu của mình lên vũ trụ nào. Hôm nay là những người nào mà được đưa lên trong cái buổi ngày hôm nay thì chắc chắn sẽ phát triển. Xin mời Nguyễn Huyền nào. Có phải không ạ? Ai mở mic mình đọc tên đấy. Em chia sẻ. Và xin mời. Ồ, tuyệt vời quá. Em tháng này em sẽ chiến đấu cho 2 tầng 1 và em đi nhà đào tạo. Tuyệt vời. Vậy thì em lên danh hiệu gì? Em sẽ lên danh hiệu thủ lĩnh ạ. Tuyệt vời quá. Đấy là một cái điều mà tuyên bố của em. Em giới thiệu tên tuổi đi. Và em xin giới thiệu, em là Nguyễn Thị Huyền. Sinh năm 1979 và thị trường Vĩnh Phúc. Hiện em đang sinh sống ở Hà Nội. Và trong thời gian làm CV thì em cũng lên rồi xuống, lên rồi xuống. Thế nhưng mà trong cái tháng vừa rồi ấy, em học rất nhiều bài học và em tự rút ra bài học cho bản thân mình và em chiến mục tiêu. Thì em có buổi Zoom, em có tuyên bố mục tiêu là em sẽ đạt là tư viên cao cấp là 12-15.000. Thì ngày cuối cùng em đạt là hơn 15.000 tư viên cao cấp. Và em đã giúp cho đội nhóm của em rất nhiều, là tư vấn viên trưởng và 2 tư vấn viên trưởng và K5, K4 rất nhiều. Okay. Và em đã tuyển được con tàu vàng ở thị trường Huế. Tuyệt vời, chúc mừng em. Và Huynh biết rằng bạn Tâm và bạn Huyền là bạn Điệp, bạn Sơn, bạn Trang là những người đọc bản tuyên bố hàng ngày và đặc biệt vào buổi sáng. Đấy, em Huyền có thể kể cái quá trình mà anh chia sẻ cho em làm thương hiệu trên Facebook không? Hoặc là em đã thực hiện như thế nào không? Vâng ạ, thì trước kia thì anh có nói chuyện với em là em nhìn lại cái trang web của em đi. Bởi vì em đăng bài bán hàng ấy, thì em có thấy là ai like cho em không. Và sau đó em đã xóa sạch những cái bài mà em đã đăng. Và sau đó em làm lại thương hiệu trong Facebook. Thì em chỉ chia sẻ những cái câu chuyện nó có ích, hoặc là đọc bằng lối tư tinh thần, hoặc là những cái câu chuyện mà em cảm thấy nó có giá trị hơn. Thì em phải thu hút được những người in như vậy. Và em nghĩ rằng là cái lúc mà thời gian mà em bắt đầu thiền á, trước dân có bảo em là thiền là buổi sáng, thiền biết ơn ấy, thì em cũng không thiền đâu, nhưng mà từ khi mà em thiền biết ơn buổi sáng, em nghe cái bài thiền của chị Phương ấy, thì em thấy nó thay đổi. Thay đổi và em khi mà em tuyên bố những tuyên bố cái mục tiêu của mình ở vũ trụ ấy, thì em thấy là mọi nguồn lực nó tự đến với mình. Và quen biết ở trên mạng ấy, thì em thấy bạn ở trong Huế này, em quen biết ở trên mạng. Và sau đó em đã truyền được niềm tin cho bạn đấy. Và tháng đầu tiên thì bạn ấy tự gọi điện cho em và bạn ấy bảo em là vẽ sơ đồ cho bạn ấy. Thì em vẽ cho 2 sơ đồ là 1K5 và 1K6. Thì bạn ấy nói luôn là em sẽ chiến K6. Và em đã giúp bạn đấy đạt 6.000, gần 6.500. Và giúp được 6 người đi với kèm. Ok, tuyệt vời. Chúc mừng bạn Huyền rất là nhiều. Đấy là một trong những cái ngoạn mục của bạn Huyền là thay đổi, đúng không ạ? Chúng ta hãy dành những trái tim yêu thương tuyệt vời, tình cảm nhất để cho bạn Huyền có được cái chuyên đích về thủ lĩnh tháng này. Và chúc mừng cho bạn Huyền có một cái niềm tin vững chắc hơn nữa. Đấy, chắc chắn là bạn Huyền tin rồi. Chúc mừng thủ lĩnh của em nhé. Chúc mừng. Huynh đã nói chuyện với Huyền cũng rất là nhiều, tin chắc là bạn dân cũng vậy và mọi người thế. Khi nhìn cái Facebook của bạn ấy và những cái thương hiệu mà thủ lĩnh đã dạy là thay đổi thương hiệu trên Facebook và truyền cái niềm tin lên vũ trụ, thì bạn Huyền đã làm tích cực. Và khi mà định vị của mình trên Facebook là người thủ lĩnh, là nhà tư vấn chuyên nghiệp, thì chúng ta sẽ hút được và vũ trụ sẽ gửi nguồn lực cho chúng ta. Đấy là chúng ta phải làm việc ở bên trong.
chúng ta quay về thế giới bên trong của chúng ta, giống như bạn Trang chia sẻ, bạn Sơn chia sẻ, bạn Huyền chia sẻ, bạn Minh Tâm chia sẻ đấy. Khi chúng ta có thay đổi cái tiềm thức, tức là tiềm thức của chúng ta nó rất thích chiều chuộng. Nếu chúng ta chiều chuộng cho tiềm thức của chúng ta là ngủ dậy muộn, nằm thêm tí nữa, hay là gì ạ, thôi làm thế được rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta thay đổi lại là chúng ta sẽ gì ạ, đưa cái năng lượng và tiềm thức bằng những cái điều biết ơn, bằng những cái bản tuyên bố, bằng những cái câu tuyên bố về danh hiệu, về những sự năng lượng, đúng không? Chúng ta biết là tôi là nhà tư vấn doanh nghiệp hay tôi là thủ lĩnh quốc tế của Salon.net, thì tiềm thức chúng ta sẽ dần nó quen và nó sẽ giúp chúng ta, nó sẽ giúp ý thức làm những cái điều như chúng ta đã định vị. Đấy bạn Huyền, sau khi chỉ cần một tháng bạn thay đổi thôi. Cái hồi tháng 4, tháng 5 ấy, bạn Huyền vẫn còn bán hàng rất là nhiều, đúng không? Vì cuối tháng 5 thì bạn Huyền đã thay đổi. Và Huyền thấy là một cái sự thay đổi rõ rệt, một cái niềm tin rõ rệt, mạnh mẽ hơn nữa, thì bạn sẽ hút được cái người bạn ở trên Huế. Chúc mừng cho người bạn ở trong Huế. Và bạn Huyền hãy nói tên cái bạn đi lên trên đây để nói cái tình yêu thương của mình, những cái tầng một yêu quý của mình lên trên cái nhóm Zoom ngày hôm nay này, vũ trụ chứng kiến này, và năng lượng của các bạn ấy sẽ ngụt lên này, và đội ngũ của bạn Huyền sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Đấy là một cái điều tuyệt vời. Và xin mời tiếp theo, ai có tư vấn viên, xin mời Huyền giới thiệu những chủ chốt của mình nào. Mở mic đi, cứ nói đi. À, em có bạn Nguyễn Thị Thu Huyền ở thị trường Phú Yên ạ. Tiếp theo nữa. Và bạn Nhung ở thị trường Huế, nhưng bạn đang bay, đang có giờ bay. Từ tiếp theo nữa, cứ nói tên đi, có nhớ không? Và bạn Thúy ở Hà Đông ạ. Ok, đấy. Đấy là những cái con tàu vàng của bạn Huyền. Chúng ta cứ nói lên đây là vũ trụ chứng kiến và chắc chắn sẽ chuyển những cái nguồn lực, chuyển những cái mối quan hệ, chuyển những điều tin tưởng giống như bạn Trang ấy. Bạn ấy nói ở đây. Đấy, xin mời kế hoạch tiếp theo của người khác nào. Ai mở mic nói tôi trước nào. Xin mời anh Việt, anh Việt ơi. Anh Phạm Quang Việt. Xin mời những người khác. Xin mời anh Phạm Quang Việt. Vâng, chúng ta tự động mở mic, không cần phải mời. Vì tiền ở trên sân khấu mà. Giúp có tiền cũng được mà. À, xin mời chúng ta mở mic nào. Ai muốn chia sẻ cái mục tiêu của mình nào? Chị mời đội nhóm của mình lên. Xin mời chị Mận mở mic rồi. Xin mời chị Mận. Vâng, xin chào thủ lĩnh tất cả. Vâng, xin chào tất cả các anh chị em ở trên Zoom. Tôi là Phan Thị Mận, tôi đang làm việc và sinh sống và làm việc tại tháng vừa rồi thì chị Mận nói tiếp đi ạ. Vâng, thì tháng trước đây thì tôi cũng biết đến thủ lĩnh Huyền cũng chia sẻ cho tôi CV rất là lâu rồi, nhưng mà tôi chỉ làm việc gọi là có ai có vấn đề gì đấy gọi đến giúp đỡ. Sau khi mà đến tháng 10 lên tư vấn viên trưởng, lúc bấy giờ mới để ý để đến để kinh doanh. Và sau khi đi tháng 10 đấy, sau khi đi hội nghị ở Sài Gòn về ạ, lúc bây giờ mới tập trung làm việc. Và tháng vừa rồi thì tôi đã lên nhà tư vấn chuyên nghiệp ạ. Xin cảm ơn tất cả các thủ lĩnh, những người đỡ đầu. Cảm ơn bạn thủ lĩnh Huynh Phương và cảm ơn bạn Dân, thủ lĩnh Dân cùng với tất cả đội nhóm của tôi ở phía dưới đã giúp cho tôi thực hiện được cái mục tiêu là lên chuyên nghiệp. Và mục tiêu của tôi tháng này là lên thủ lĩnh. Tuyệt vời quá. Chúc chị thủ lĩnh bao nhiêu ngàn điểm? Thủ lĩnh chắc là 40 mấy ngàn điểm đấy, 42 ngàn điểm. Đúng rồi, hãy làm dạ. Với chính xác từng điểm một chị nhé. Dạ. Hãy làm chính xác từng điểm một từ dưới lên đấy. Và chúng ta thấy không ạ, chị Mần là một người rất ít xuất hiện và lần đầu tiên chia sẻ trên Zoom của chúng ta đấy. Đây là lần đầu tiên chia sẻ trên Zoom của chúng ta và đã lên nhà tư vấn chuyên nghiệp rồi. Thì đây là một người chị Huynh cà phê với chị cách đây hơn một năm rồi chị Mần nhỉ. Đấy, và cái điều tuyệt vời hơn nữa là một người sau khi đi Rick Camp, đi sự kiện ở Sài Gòn về, đi cái sự kiện mà ba con mẹt trao ở trong Sài Gòn là ngày 19 tháng 10, đúng không? Và thủ lĩnh xuất hiện ở trong sự kiện, nhà tư vấn sẽ xuất hiện ở trong sự kiện. Khi mà chúng ta đưa được đội ngũ chúng ta đi thì người ta nhìn thấy bức tranh, người ta nhìn thấy điều thực tế, người ta có những giọt nước mắt ở trong đó, người ta sẽ có cảm xúc ở trong đó.
thì người ta ra quyết định mạnh mẽ. Đấy, đấy là một cái điều tuyệt vời ở CV của chúng ta. Và chúng ta hãy gửi những tình yêu, những trái tim lên vũ trụ, lên đây chúng ta để giúp cho đội Chị Mận xuyên đích thủ lĩnh tháng này. Xin tuyệt vời, chúng ta chúc chị Mận nhá, chúc đội ngũ Chị Mận tuyệt vời quá. Bạn Huyền là một trong những người con tàu vàng trong đội ngũ Chị Mận, rất là hay, rất là tuyệt vời. Xin mời những mục tiêu tiếp theo ở trên Zoom mà chúng ta lên đây được chia sẻ, được chúng ta gửi mục tiêu cho đội ngũ, gửi mục tiêu cho đội ngũ. Xin mời chị Nguyệt. Xin mời anh Nguyệt. Ok, mở mic rồi. Em xin chào thủ lĩnh, em chào tất cả mọi người. Tháng 7 này mục tiêu của em là lên K6. Ok. Em sẽ quyết tâm để tháng này đạt được K6. Ok. Bạn Nguyệt ở Hải Phòng đúng không ạ? Em phải giới thiệu. Vâng ạ. Vâng. Trước đây bạn làm về lĩnh vực gì này? Rồi là vào CV được mấy tháng rồi và yêu thích CV cái gì nào? Vâng. Chia sẻ nhanh một chút nào. Em thì ở Hải Phòng và trước đây, trước khi vào CBG thì em là chuyên gia đào tạo nghề nail. Ok. Thì nghề của em thì nói thật là nó là bán sức khỏe lấy tiền. Thành ra là em đến với CBG, đầu tiên em biết đến CBG là đầu tiên chỉ nghĩ là dùng một cái sản phẩm để hỗ trợ sức khỏe của mình thôi. Nhưng mà vào CBG được 2 tháng thì bây giờ em đỗ thuyền rồi. Ok, chúng ta thấy ạ. Đến ngày hôm nay là em không có tập trung vào nail nữa và em tập trung toàn bộ thời gian với công sức của mình và tập trung vào CBG, bởi vì là em thấy CBG quá là tuyệt vời. Thứ nhất là về sản phẩm thì không có gì để phải nói. Cái thứ hai nữa là đội ngũ đào tạo trong CBG thì tập trung vào con người và em cảm thấy rằng là khi mà mình vào CBG ấy, nếu mình làm nghề nail thì chỉ có một mình có thể thành công, một mình có thể kiếm được tiền thôi. Nhưng khi vào CBG thì em lại có thể giúp được nhiều, chính bản thân mình sẽ được tự do và mình còn có thể giúp được rất rất nhiều người được tự do, có sức khỏe tốt hơn. Thì đấy chính là cái điều mà em mong mỏi mình sẽ thực hiện được những cái ước mơ của mình với tập đoàn CBG và với đội ngũ S69. Em cảm ơn các thủ lĩnh, cảm ơn những người đi trước đã mở đường cho bọn em đi phía sau. Ok, chắc chắn rồi. Nguyệt là một người rất là tuyệt vời. Khi mà biết cái chương trình chạy bộ của S69 thì bạn đã chạy từ Hải Phòng lên Hà Nội để chạy bộ xung quanh bờ hồ cùng với Huynh đấy ạ. Và từ cái ngày đấy bạn đã ra quyết định. Bạn ấy không nghĩ là CV là một cái điều tuyệt vời, không nghĩ S69 là một cái trường đào tạo như vậy đâu. Bạn ấy nghĩ là chỉ dùng sản phẩm thôi. Đấy, nhưng mà khi bước vào trường đào tạo này, bạn gặp tất cả những con người, bạn gặp người dẫn đường, bạn ấy gặp đội ngũ, bạn ấy ngày hôm nay thì hoàn toàn tin tưởng vào cái cách, cái đường đi, cái đích của mình và cái phương tiện của mình đã lựa chọn. Chúc cho bạn Nguyệt ngày càng phát triển và ngày càng yêu quý hơn. Và dáng của bạn Nguyệt mà đứng lên sân khấu và đào tạo thì tin chắc rằng rất là tuyệt vời. Chúng ta hãy gửi trái tim của chúng ta cho bạn Nguyệt đội ngũ, chúc xuyên đích tư vấn viên trưởng lên nhà đào tạo để đi học, đào tạo cho đào tạo nhá. Làm nét khó như thế nào, vẽ khó như thế nào còn làm được nữa ở Sibri. Ở Sibri Huynh tin chắc là sẽ phát triển rất là tốt. Và Huynh xin mời một bạn ở Hải Phòng, nãy Huynh thấy bật mic, bạn Nguyễn Thị Tị nào. Xin mời. Vâng, vâng, vâng. Rất là nhanh, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn thủ lĩnh ạ. Vâng. Cho em chia sẻ tiếp lần nữa. Thì thứ nhất là em xin chào tất cả các anh chị em trên Zoom buổi tối ngày hôm nay. Cho hôm nay là một buổi chia sẻ là rất là hay. Em thì thực ra là một thành viên mới thôi, mới vào trong CV khoảng 5 buổi thôi, nhưng mà tháng trước em đã đạt điểm K4. Xong đến nếu đến tháng 5 này thì chúng em mới có 2-3 tầng thôi. Bằng tưởng như em sẽ cố gắng lên K5. Nói là về K5 thôi, nhưng K6 cũng không sao cả. Mình cứ nói là mục tiêu là sẽ là K5. Mục tiêu của bạn là lên K6 tháng này, không phải là K5 mà mục tiêu K6 cũng được. Nhớ nó lên chủ đích thì sao? Đấy. Và bây giờ phải rõ ràng Tị nhá. Tị hãy giới thiệu về mình, mình cách cụ thể, địa chỉ ở đâu. Và biết là CV 5 ngày rồi. Vâng, thì em cũng giới thiệu một chút là em quê sinh sống thì đang hiện tại đang Hải Phòng. Và em cũng là tư vấn viên mới. Thì cái sự mà để mà biết đến CVD thì em đúng là cũng là chỉ mới thôi. Thế nhưng mà khi biết đến CVD thì em đã nắm bắt ngay. Vì ở trong CV nó khác với là
ở cái vấn đề mà làm bên ngoài. Thì ví dụ như mà bên ngoài mà em đang kinh doanh đấy, kinh doanh ở bên ngoài thì nó không được giống như CD. Mình có làm thì mới được hưởng, mình không làm không được hưởng. CD này thì nó rất là tuyệt vời. Khi mình càng trồng cây, mình càng chăm bón thì mình lại càng được thu hoạch. Đấy. À, nếu càng nói là càng già thì càng không có sức khỏe, như vào CD thì càng già càng nhiều sức khỏe và lại càng nhiều tiền. Và em thích ở chỗ CD thế này. Vâng, thực ra là mục tiêu thì lúc nãy em đã nói rồi, nếu như em được thì em lên K6. Thì okay. Chắc chắn cố gắng và chắc chắn quyết chiến luôn ạ, quyết chiến luôn lên K6 thì em sẽ giúp. Nếu như em lên K6 thì em giúp khoảng 2-3 bạn ở em là sẽ lên K4 và K5. Vâng. Đấy là cái điều mà Huynh muốn nghe thấy ở Tị, cái điều này. Bạn Tị là một chủ doanh nghiệp về may mặc ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Đấy, và Huynh chắc là bạn đã chưa muốn nói ra đây thôi, nhưng mà Huynh tin chắc rằng đây là một cái điều bạn đã nhìn thấy ở CV ấy. Ví dụ như là bạn Dân, đúng không ạ, là một tài sản của Huynh đấy. Vậy bây giờ càng chăm sóc đội ngũ bạn Dân thì nó càng nở ra, giống như các công ty khác xây dựng, công ty ngành khác đào tạo được một con người, người ta biết làm, người ta tự người ta mở riêng của họ. Vậy là mình có liên hệ quan gì đến đâu, đúng không? Nhưng ở CV thì khác, chúng ta giúp họ thành công, chúng ta mới thành công. Đấy là một cái điều mà rất là nhân văn ở CV. Thì Huynh xin chúc đội bạn Tị ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng, bạn đã có những người bạn, những mối quan hệ ở tận Vũng Tàu, ở những cái thị trường khác. Đấy, chỉ mới có manh mút một vài tầng một thôi, nhưng mà Huynh tin chắc rằng sẽ đạt được cái danh hiệu tư vấn viên trưởng hơn 5.000 điểm ở đây, xuyên tích ở đây, và một người rất là mạnh mẽ, làm việc không biết mệt mỏi như bạn Tị, sẽ là một trong những cái điều tuyệt vời. Siri sẽ có những cái danh hiệu mới trong tháng này. Chúng ta hãy gửi cái trái tim yêu thương lên vũ trụ. Cái điều này vũ trụ hàng ngày chúc cho bạn là đội nhóm của bạn Tị ở Hải Phòng, và trong đội nhóm của bạn Hoàng Dương, trong đội nhóm của bạn Minh Tâm, thành phố Hải Phòng, đúng không ạ? Xin chúc đội ngũ bạn Tị sẽ thành công. Rất là cảm ơn. Vâng, vâng. Cho Huynh xin một trường hợp cuối cùng để đưa mục tiêu lên vũ trụ nào. Chúng ta bật mic nói tôi nào, để chia sẻ nào. Tôi. Xin mời ạ. Vâng, em xin chào tất cả mọi người. Em là Loan ở Sóc Sơn, Hà Nội. Thì thực sự là hôm nay là một nhân duyên mà em được gặp lại chị Linh, người đã giúp đỡ em bên đây 6 năm trước. Thực sự là xin gửi lên vũ trụ lời biết ơn đến anh chị Hải Linh đã giúp đỡ em trong cái lúc mà thực sự là nó có nghĩa là em cũng đã nhờ rất nhiều chỗ nhưng không được, mà được anh chị là nhân duyên giúp đỡ em mặc dù là mới gặp lần đầu. Thì qua đây thì em trước là em gửi lời biết ơn đã. Sau đó là thực sự là với Simri thì hôm nay em mới được anh chị chia sẻ. Thì nếu mà để hiểu ấy, thực sự là em chưa hiểu mấy, nhưng nghe qua những cái giá trị trong Simri thì em cũng xin được đề ra cái mục tiêu của mình. Để mà ví dụ ca mấy như anh chị thì thực sự là em cũng chưa hiểu. Đấy, chính xác là như thế. Thì cái việc đầu tiên là mục tiêu của em là gì? Là em sẽ tìm hiểu và em học hỏi làm sao mà trau dồi được kiến thức mình tốt nhất để mà có thể song hành và cùng Simri trao đi những giá trị tuyệt vời và phát triển được tốt nhất. Tuyệt vời quá. Xin chúc mừng bạn Nguyễn Loan. Nếu em muốn hiểu về sản phẩm, nếu em muốn hiểu rõ về ca mấy và em hỏi rõ con đường của mình đi tiếp theo đây, thì ngay 9 giờ kém 10 em có mặt ở văn phòng công ty Hà Nội vào sáng ngày mai. Thì anh tin sau 1 tiếng 15 phút ở văn phòng Hà Nội thì em sẽ ra cái quyết định rất là mạnh mẽ cho mình, và anh tin rằng em sẽ có được cái kết quả của tháng này. Thứ nhất là đi rick camp 3 miền em cũng vẫn có thể đi được, đúng không? K4 từ nay đến hết tuần sau, K4 đến Vinh, K3 đến Thành phố Hồ Chí Minh, em có thể đi bất cứ rick camp nào. Và anh tin rằng nếu sáng ngày mai em có mặt ở văn phòng Hà Nội, đúng không? Thì chắc chắn em sẽ nhìn thấy bức tranh toàn cảnh và cái đường đi của em. Em có xác định chắc chắn sáng mai có mặt ở Hà Nội không? Em dám khẳng định và chắc chắn một điều rằng em sẽ có mặt ở văn phòng Hà Nội. Okay. Nhưng nó sẽ là một ngày gần nhất, chứ không phải là ngày mai.
Bởi vì lịch của em thì ngày mai đã là lên lịch từ cách đây một tuần rồi. Và em cũng có chia sẻ với chị Minh là thứ bảy chủ nhật tuần này thì em đã phải có lịch cố định rồi, hẹn nhất trước rồi. Chúng ta em xin hẹn anh chị là vào một ngày gần nhất. Ok, thì, chúc mừng bạn Nguyễn Đoạn. Và chúc công việc của bạn ngày mai hoàn thành. Chúc công việc của bạn ngày mai thành công và thành công cùng với Siri. Xin chúc bạn. Và bạn bạn Hiền nào, bạn Hiền muốn có mục tiêu à? Thấy mở mic luôn, xin mời bạn Hiền ở thị trường Hoài Đức. Em. Vâng, xin mời mở mic đi. Em mở rồi đấy. Mở màn hình. Không mở màn hình có được không? Sao phải mở màn hình chứ? Ai để chia sẻ trong bóng tối này? Đấy, xinh gái như kia nào, xin mời bạn giới thiệu nào. Em xin giới thiệu mọi người trên Zoom, em là Đặng Thị Hiền. Em vào Simly được khoảng chính thức là chỉ hơn tháng thôi. Nhưng mà em nhiều công việc lắm, nhưng mà em nhìn thấy thật sự là em rất là bận. Mà công việc của em rất là nhiều. Nhưng mà em cũng thấy con đường đi rất là rộng mở, nhưng mà em cũng sẽ quyết định là lần này tháng này em phải lên K6. Tuyệt vời, tuyệt vời. Bạn Hiền đã xuyên tích K4 tháng này để đưa mình đến một cái rick cam. Và Huynh tin chắc rằng với cái cách làm việc của bạn Huyền và cái nhiệt huyết của bạn Huyền, Huynh đã theo dõi và quan sát bạn ấy làm việc hàng ngày, đặc biệt là những ngày nóng vừa rồi ở Hà Nội, thì bạn đã có những cái quyết tâm rất là lớn để giúp cho đội ngũ, giúp cho bản thân kế hoạch của mình lên cái danh hiệu của mình để đi rick cam ở đây. Và xin chúc cho bạn Hiền, và chúng ta hãy đưa cái trái tim, chúng ta hãy đưa cái trái tim để giúp cho đội ngũ Hoài Đức. Bạn Hiền sẽ đạt được cái danh hiệu tư vấn viên trưởng ở Siri. Xin chào tất cả đội ngũ và những người có mặt ở trong ngày hôm nay, và xin mời thị trường Hà Nội một người phụ nữ tuyệt vời nữa, tên là Lê Dung. Và xin mời bạn Lê Dung nào. Ok, nhanh tay lên Lê Dung nhá. Xin chào tất cả anh chị ở trong buổi Dung ngày hôm nay. Em cũng đặt mục tiêu của cái tháng 7 là của em sẽ lên là tư vấn nhân trưởng và sẽ giúp cho cái đội ngũ của em là có một tầng lên, bạn lên K5 và một bạn K4. Và ok, bạn Dung hay giới thiệu trước làm công việc gì bạn Dung? Em cũng xin giới thiệu là hiện tại em đang làm nghề may ạ. Ok, tuyệt vời. Giống như chị Mai Thị Én đúng không ạ? Ngày xưa chị nói là cái nghề rung đùi ra tiền, nhưng mà khi chia sẻ Siri thì không những là vào Siri rung đùi còn ra cả ô tô nữa, cả nhà chung cư nữa. Chị Mai, chị Anh ra Huynh tin chắc rằng bạn Dung là một người cũng rất là mạnh mẽ và quyết tâm đấy. Bạn Dung vào Siri được bao nhiêu ngày rồi? Em nếu mà tính tháng, là tháng này của em là vào tháng thứ sang tháng 7 là tháng thứ tư, nhưng mà tính ngày thì mới được có hơn ba tháng. Tuyệt vời quá, chúc bạn cái mục tiêu của bạn. Và đây là một trong những người rất là mạnh mẽ và chia sẻ cũng không biết mệt mỏi đúng không ạ? Chúng ta hãy truyền cái niềm tin cho bạn Dung nào, chúng ta hãy bắn tim nào. Chúc bạn Dung tháng này tuyên bố rồi nhá. Mọi người chứng kiến nhá, anh chụp ảnh lại rồi đấy, là lại rồi, tư vấn viên trưởng đúng không? Ok, chúc mừng. Và xin thưa với mọi người, chúng ta biết không ạ, tỷ lệ nữ của chúng ta rất là nhiều. Tại sao lại có mỗi mình bạn Nam và bạn Điệp thôi, chia sẻ thôi. Chúng ta không có ai là nam nhỉ? Xin mời Hồ Nghĩa bật mic luôn đúng không ạ? Xin mời Hồ Nghĩa nào. Xin mời một người. Dạ em đây. Ok, đây rồi. Em chào, xin chào. Người cuối cùng nhá. Dạ. Hồ Nghĩa có kế hoạch mục tiêu gì tháng 7 nào? Giới thiệu nào. Em sẽ đi rick cam và sẽ có những cái quyết định rất là mạnh mẽ. Ok, bạn Nghĩa giới thiệu về mình một chút. Dạ vâng, em là tên là Nghĩa và hiện tại thì em đang có một cái doanh nghiệp về xây dựng cũng bé bé thôi. Nhưng mà sau khi có được một người anh bạn, anh chia sẻ với cái chương trình này thì em cũng thật ra là hôm nay là cái hôm đầu tiên mà em xem một cái buổi từ đầu đến cuối. Thì em thấy nó sẽ rất là phù hợp với em. Và em tin rằng là sau cái buổi rick cam tháng 7 này thì em sẽ có nhiều quyết định nó mạnh mẽ hơn. Xin cảm ơn thủ lĩnh và xin cảm ơn tất cả các anh các chị đã lắng nghe. Ok, rất là tuyệt vời. Bạn Nghĩa là một chủ doanh nghiệp về xây dựng, và sau khi mà đã sang tận nhà Huynh để tìm hiểu Siri, đã ngồi với nhau chắc là ngồi với thủ lĩnh Đặng Thị Việt Tương 2-3 tiếng gì đó,
thì bạn nên thấy đây là một trong những con đường rất là hay, những phương tiện rất là tuyệt vời, không những giúp cho bạn ấy và giúp cho rất là nhiều người ở ngoài kia, mối quan hệ của bạn ấy chưa biết đến Siri, sẽ có một cái trường đào tạo làm phúc hưởng lộc ở đây. Và Huynh tin chắc rằng là đối với niềm tin, đối với kiến thức, đối với những cái mối quan hệ tuyệt vời như thế này, bạn Nghĩa sẽ phát triển rất là mạnh, rất là xa ở Siri. Và chúng ta hãy đưa cái niềm tin, đưa cái tình yêu thương của đội ngũ chúng ta ngày hôm nay đối với chủ giám đốc xây dựng một cái trái tim, một cái niềm tin đối với lại đội ngũ của chúng ta nào. Xin chúc mừng đội bạn Nghĩa sẽ phát triển nhá. Đấy, giống như bạn Dân ngày hôm nay, bạn Dân cũng là cùng nghề với lại thủ lĩnh Dân, cùng nghề với bạn Nghĩa đấy, đã lên thủ lĩnh và thu nhập hơn 100 triệu, đúng không ạ? Chúc mừng đội ngũ chúng ta có một cái buổi tối tuyệt vời, chúc chúng ta có những cái mục tiêu và chúng ta xuyên đích trong ngày hôm nay. Chúng ta hãy bắn tim, chào nhau, chúng ta đi ngủ, đúng không ạ? Đã quá giờ rồi. Mình thật sự là muốn cho mọi người chia sẻ nữa, nhưng mà thời gian có hạn để giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn, giữ sức khỏe. Vâng, xin mọi người mở mic để truyền những cái năng lượng nhá, để nhắn tin đến nhau, để chào hỏi nhau, để giao lưu với nhau. Xin chào, chúc mọi người ngon. Bye bye, chúc cả nhà ngon. Chúc cả nhà ngon. Chúc cả nhà ngon. Bye bye.